Như mình làm chồng dù mình hoàn toàn kiếm được tiền, nhưng mà vợ nó cũng có được cái lợi ích, đó là nó cầm tiền mà nó xài. Bây giờ quý vị nghĩ đi, bây giờ mình làm vợ làm chồng mình làm ra tiền, mà nếu không có ai xài tiền mình làm ra tiền chi? Nên mình làm ra tiền thì phải cần có người xài tiền, hiểu chưa? Ai cũng có công hết trơn á trời. Chứ đừng có nói tao là mệt muốn chết luôn mà mày cứ xài không à. Mình nói lại anh nè, anh suy nghĩ kỹ, tiền để xài chứ làm ra tiền mà không xài để chi? Hiểu chưa? Nó em xài nhưng có phước, đâu phải em đi mua đồ đạc đồ mà xé xúa đâu, mà em biết bố thí cúng dường. Mày bố mày, mày tao bố mày bây giờ. Nói đây là mình nói với thằng chồng biết tu, chứ mình nói với thằng chồng mà nó không biết tu nó bố mình luôn, chứ đừng nói bố thí cúng dường, hiểu không? Nó mình phải khéo léo thôi. Nhưng mà nó rõ ra với tất cả các ông các bà là chúng ta đều có công, công người làm, công người xài, công người tạo và công người phá. Quý vị nhớ nghe, nếu như quý vị mà biết tu á, quý vị hướng tu á, thì quý vị tạo người ta xài bằng cách tu phước duyên. Còn nếu như quý vị tạo mà keo kiệt là có phá. Quý vị hãy để ý đi, gia đạo quý vị để ý biết liền. Nó nếu như quý vị là người keo kiệt tạo ra tiền mà không xài, mà không dùng điều lợi ích, thì sẽ có con người đến phá. Mà ai phá? Còn quý vị chứ ai? Cái thứ ác ồn nó lên nó phá chứ ai? Chứ bây giờ bị kêu ai phá? Ai mà phá được? Ai mà vô nhà quý vị, ai mà đi đụng quý vị nổi, quý vị nói đừng có nói qua mặt bà. Bà mà giữ tiền rồi qua mặt được cắt cũng không mé nó, chứ đừng có nói. Vậy đó mà mình thương đứa con vô cùng, đứa con bên cạnh nó ngọt ngọt nó lấy sạch, rồi nó còn nhìn ra chìa khóa của mình để ở đâu nữa. Ghê chưa? Mình cho rồi mà nó còn nhìn chìa khóa để chỗ nào. Mà đừng có nói nhìn nó, mình chỉ nó luôn, mình nhìn mình quá thương. Chỉ nè, chìa khóa để đây con, chìa khóa tiền đứa ghé. Của mình đó con. À của mình, à của mình. Nó ra ngoài mà ngộ những đứa con phá của nó thường bị ngu. À, nó không có hiểu cái chuyện mà quý vị cực khổ tạo ra tiền đâu. Nhưng mà nó ra ngoài đường nó nghe lời bạn xấu chỉ dạy kêu về lấy tiền, nó lại nghe lời bạn xấu về lấy tiền đem đi chơi. Không, tại vì sao? Vì quý vị keo nên kiệt. Keo nên kiệt, gọi là keo kiệt. À, người keo thì kiệt huệ, nên tâm lượng lớn thì phước báo lớn, tâm lượng nhỏ thì phước báo nhỏ. Một con người mà tâm lượng mở rộng thì phước báo càng lớn, mà mở chỗ nào thì phước nó mới lớn. Tam bảo. À, nó mở ngay tam bảo. Cái chìa khóa là cái chỗ mở tam bảo, là tâm lượng lớn. Còn nếu như quý vị đem tiền đi ăn chơi, hoặc là đi đốt tiền vào cờ bạc, cũng có những người giàu không biết dùng chỗ nào, họ đi rửa tiền cờ bạc, cá độ đá banh, đá gà, rồi ăn chơi nhậu nhẹt, hoặc là đi vô nhà hàng quán ăn kêu nguyên một mâm đồ ăn đầy, rồi ăn mấy đũa bỏ, cũng rửa tiền nữa. Đây gọi là tổn đức tổn phước. Trong khi nhiều người khổ mà mình không làm, mà mình đi làm cho mình tổn đức tổn phước, đây vẫn gọi là thiếu sự sáng suốt, đúng không? Thiếu sự sáng suốt, thấy chưa? Nên những đức chúc mừng quý vị đi về chùa, mình biết mình trình độ cỡ nào. Thấy không? Biết mình trình độ cỡ nào, đặc biệt chưa? Đó, nên mấy ông mấy cô mà đi về chùa là không có thiệt thòi chút nào. Những đức nói rằng là chúng ta cần phải được tiếp nhận Phật pháp để chúng ta có trình độ nhận thức nhân sinh. Trời ơi, có những người ta bằng cấp này, bằng cấp kia, bằng cấp nọ mà người ta còn chưa nhận thức được nhân sinh của cuộc đời. Còn quý vị chúng ta đâu có cần bằng cấp gì đâu. À, nên có cái cô kia có hỏi những đức, thầy trình độ học lớp mấy? Những đức nói lớp mấy gì? Hỏi tôi mà trình độ lớp mấy? Cao học quá. Nó qua tất cả các lớp hết rồi. Hỏi nó ngộ ghê.
từ lớp 1 cho tới 12 qua đại học, tôi không có nói lớp nữa, cao học. Mai mốt gặp tôi kêu thầy cao. Thấy chưa? Nên từ nơi đó quý vị biết rằng là nói vui vui quý vị. Thật sự quý vị biết, chúng ta nhận thức nhân sinh khổ đau mà chúng ta hướng đến thiện tâm để cầu giải thoát, phải cao không? Cao không? Bằng cấp của ở thế gian, nhưng mà người ta không giải thoát, người ta không chịu nuôi cái tâm giải thoát, người ta không hướng thiện, người ta chỉ lấy cái bằng cấp này để đổi ra vật chất để ở cái cuộc đời này, mà ở cái cuộc đời này mai mốt cũng chết. Vậy thì cái bằng cấp cao kia chưa phải là bằng cấp học giải thoát, đúng không? À. Còn bây giờ người ta mới học lớp 3 nhưng người ta lại hướng đến giải thoát, nên không phải nói lớp nữa mà nói là cao học. Đây mới là cao thiệt cho nghe. Chưa? Nên quý vị thấy sao, nói cái gì cũng có lý, không có lý sao nói. thấy vui hả quý vị? Vui vô cùng luôn. Thật sự mà nói, quá an lạc, vô cùng là an lạc, quá xa an lạc. Nên những Đức nói với bạn nghe nha, thật sự mà nói những Đức rất là trân quý cái mối ăn tình này. Thật sự mà nói rất trân quý luôn. Tự nhiên bây giờ mình đi tu á, tự nhiên á, Đức mình cũng thương, giống như Đức mình cũng yêu, cái mình cũng yêu. Nghĩa là mình yêu sạch, yêu hết. Nên từ nơi đó cái tâm mình nó mới vui, hiểu không? Nhưng nếu mình chỉ có yêu cái thôi thì mình bị khuyết bên đực. Hiểu chưa? Nên mình phải cân bằng đực và cái. Ê quý vị, không, cái tâm quý vị vậy thì nó tuyệt vời lắm quý vị ơi. Thật sự mà nói, hiểu không? Nên có những người chúng ta chỉ đi vào một cái phạm vi nào thôi, chi cầu một cái phạm vi nào để mà lấy cắt, nên cuối cùng mình không có được cái sự an lạc trong cuộc đời này. Thật sự mà nói, bây giờ một người trẻ đi, một người còn rất trẻ đi, họ đang về cái sự nghiệp phơ phớ đi, họ nói rằng trời ơi, ta đang trẻ đây mà sự nghiệp phơ phớ đây mà mặt mày đẹp như vậy đây mà đi chùa. Em dạy quá em mà. Em có hiểu được Phật Pháp là như thế nào đâu em, hiểu không? Trời ơi, trẻ đẹp mà biết đi chùa, nó mới nâng cái trẻ đẹp mình lên lâu dài và đưa mình đi đến chỗ thành tựu càng cao. Bây giờ tôi nói rõ ràng 100% bản thân của tôi ở ngoài đời được cái gì? Ai cho tôi được cái gì? Nói bây giờ quý vị coi, thế gian cho tôi được cái gì trong 11 năm tôi trên thành phố? Tôi từ ở dưới quê một con người khổ vô cùng lên thành phố muốn đổi cuộc đời tôi không đổi được, mà tôi trở thành con người sắp chết, thân tàn ma dại, ăn nhậu bê tha, chó dược chạy vù vù. Mười mấy năm đó tôi lên thành thị đó, quý vị coi tôi được cái gì? Quý vị cho tôi được cái gì? Như vậy mà năm 29 tuổi tôi gặp Phật Pháp, Phật cho tôi được ý nghĩa trong cuộc đời. Vậy tại sao quý vị không học Phật? Sao không học đi? Ôi ơi, một con người mà học Phật Pháp mà được vui như vậy mà sao không học? Bây giờ mình đến đây mình ngồi mình nghe Pháp mà nói rằng là nó quê mùa, quê tầm bậy gì quê. Làm gì quê mùa? Quê mùa. Ngày xưa trên thành phố đây nè, tưởng đâu là sang trọng hả? Xe Honda chạy tắt máy hoài, hết xăng không có tiền đổ xăng. Nè, còn mỗi lần nạp cạc điện thoại á, 20. Có tiền đâu mà nạp nhiều, nạp 20 ngàn. Trời ơi, sợ gọi qua Phúc tốn tiền. Bạn bè điện với nhau thằng nào cũng kêu.
nó ở cái quán đường Xuân Nguyệt Ánh, mình ở Cách Mạng Tháng 8. Mình hỏi nó: mày đang ở đâu, Tát? Nó gọi lại, nó nói: 117 Cách Mạng Tháng 8, Tát. Sợ tốn tiền, kinh khủng không? Bây giờ nó đứng ngay cái số đó nhưng mà nó lại có hẻm. Mình nói: cậu là tại cái số này, cái chỗ này hẻm nhiều lắm. Mình nói: cậu mày nói chỗ này tao cũng biết chỗ nào. Mình điện lại mình nói: hẻm nào á? À? Thấy khổ chưa? Khổ chưa? Nó nói cái tiếng sống như thành phố đó mà như vậy đó. Thì biết rằng không? Rồi phải là khổ nè. Buổi chiều có khi có bữa thì có tiền mua một hai chai bia Sài Gòn Đỏ uống. Không có thì cũng chịu xài dữ lắm, nhưng mà có khi cũng te tua. Thì bắt đầu có tiền cái là gì? Bạn lỡ đây K3. Nó lỡ K3. Chờ vài chai bia coi. Em thôi. Có tiền xạo. Cho cánh gà chiên nước mắm được không? Cho dĩa rau muống xào tỏi luôn. Hiểu không? Rồi bắt đầu bữa không có tiền thì sao? Đi lỡ đầu đường Cách Mạng Tháng 8 với Bùi Thị Xuân, lỡ ngay cái quán cốc rượu chuối, ngồi ngay cây dầu mũi cắn muốn chết. Vừa uống vừa nhìn mấy em chân dài chạy qua chạy lại. Tuổi số phận má hồng đó. Thật sự mà nói, những đức nói nghe, đừng có nói rằng là mình nói ở trên thành thị rồi mình nói mình ngon. Người ta giàu, người ta có điều kiện thì thấy người ta sang trọng ngon lắm. Còn kẻ nghèo nàn á, quý vị biết rằng nó thê thảm lắm. Mình đi ngang cái nhà hàng, quán ăn, mình đi ngang cái chỗ vui chơi, mình chỉ là ngó mắt nhìn thôi. Mình không có cơ hội vui chơi đâu. Dù mình có vui chơi được, mình cũng chơi trong khoảnh khắc nào thôi. Không có được thoải mái gì tiền đâu mà đáp ứng cho mình chơi hoài. Thấy chưa? Nên cái nhu cầu đó làm cho mình đi tạo nghiệp. Vì cái sự ham muốn nhu cầu mà đi tạo nghiệp. Nên mười mấy năm sống trong thành phố, càng làm có tiền thì càng hư nhiều. Hồi xưa mới lên tiền ít thì hư ít, nhưng mà tiền nhiều hư nhiều. Quý vị coi tất cả những người mà đi làm xa đa phần là như vậy. Từ khi nghe đạo mới không hư, mới biết tiền có tiền giữ để dành tiền để gửi về cho cha cho mẹ. Còn nếu như mà không nghe đạo nghe, tiền ít thì hư ít, mà tiền nhiều hư nhiều. Còn không có tiền thì mày nhịn đói mày chết luôn, chứ đừng nói chuyện dữ chứ. Ai cho mình ăn? Ai cho mình ăn? Quý vị thấy không? Trải qua mười mấy năm đó, được cái gì? Không được cái gì cả. Chỉ cho mình một cái gì biết không? Nhận thức nhân sinh. Nhưng mà nhờ từ đâu mới cho mình nhận thức nhân sinh? Từ nghe đạo, học đạo mới nhận thức được nhân sinh. Còn ngày xưa là một con muỗi, nó ở trong một đám muỗi, thì làm sao nó nhìn ra được ánh sáng bên ngoài? Quý vị coi á, bước ra khỏi bóng tối mới nhìn ra được rõ ràng đó là bóng tối. Hay, đúng là Phật Pháp cho mình cái góc độ để bước ra khỏi bóng tối vô minh. Ngày xưa là một con muỗi mà cứ cho rằng mình là một con muỗi đẹp trai. Đó. Muỗi đẹp trai nó kỳ cục chứ ghê, thì thấy chưa? Khi mà học Phật rồi mới đúng là bước ra khỏi cảnh giới của những con muỗi. Đúng là bây giờ mình thấy tội nghiệp cho mấy con muỗi. Nó thật sự đó quý vị à. Tối ngày không có tiền muốn đi hút máu người khác để kiếm không? Tìm mọi cách luôn như con muỗi đi hút máu. Ghê thiệt. Bởi vì mình cảm ơn Phật Pháp đến cỡ nào chưa? Nên cuộc đời chúng ta mà bây giờ mà gặp nhau mà nghe đạo, mà biết tu, mà có tâm nuôi dạy thoát gì. Thật sự quý vị biết rằng một tuổi trẻ mà đang ngồi đây mà nghe đạo, mà hướng thượng đó nha, quý vị nghĩ con người quý vị là con người gì? Phải là đỉnh cao trong loài người hay không? Bây giờ quý vị coi, người ta sang trọng buổi sáng, người ta ngồi quán cà phê, ta nhịp chân chơi vậy đó, cầm đi thuốc phì khòa chơi, nói chuyện tào lao. Một điểm, quý vị đi vô trong chùa, đi vòng vòng bông giấy chơi vậy đó được không? Ngắm hoa được không?
rồi nghe chim hót được không? Ở nhà có một con chim hót khư khư, vô đây tôi nghe cả trăm cả ngàn con chim nó hót luôn, thử coi sao, ai hơn ai, hiểu không? Tôi đi vòng vòng chùa ngắm hoa, mình ở nhà có cái chậu hay chậu hoa chút xíu, ở đây nguyên một đống hoa giấy tha hồ mà ngắm, đúng không? Rồi mình ở nhà mình gặp được một hai người bạn ra quán cà phê nói chuyện tào lao, đúng không? Hoặc là bạn công chuyện cũng là nặng căng nặng đầu óc, nhưng mà mình đi đến đây mình gặp bao nhiêu con người đều cho nhau cái gì? Cho nhau cái sự tự tại, cho nhau cái sự nhẹ nhàng, vui vẻ, an lạc, vậy thôi. Thì coi, chọn đi, bị chọn đi. Rồi, nếu mà người trẻ mà nhận thức được thì nhất định mỗi tuần chủ nhật tôi đi đến đây liền. Tại vì tôi sẽ nuôi một tư tưởng, dù là tôi chưa có nói giải thoát nha, nhưng tôi cũng nuôi một tư tưởng để tôi sống hướng thượng. Một con người sống hướng thượng, ai mà không chi cầu Phật Pháp cho mình hướng thượng. Thái tử Tất Đạt Đa rất là thông minh. Nếu như Ngài đi làm vua mà là hướng thượng được thì Ngài đã đi làm vua rồi. Nhưng Ngài biết làm vua nhưng nhìn vua Tịnh Phạn vẫn khổ trong hoàng cung, nên Ngài chọn con đường đi tu. Ngài nói chỉ có đi tu mới là hướng thượng. Tại buông đưa xuống được cái chuyện sanh già bệnh chết nên mới hướng thượng. Nó không bị vật chất buộc ràng mới là hướng thượng. Nó không bị danh lợi buộc ràng, đó là hướng thượng. Còn nếu như chúng ta bị danh, bị tiền bạc, bị người đẹp, bị tùm lum buộc lại thì làm sao hướng thượng? Chúng ta bay nhẹ lên cái nó gích xuống, đúng không? Nên bây giờ chúng ta nghe đạo làm hướng thượng. Con người ai cũng muốn hướng thượng. Hướng thượng là niềm vui cao nhất của đời người, Phật Pháp cho. Hay, tuyệt vời. Ồ, nói mạnh dạng, nói tại vì sao mười mấy năm nay cảm giác được, cái ở một nơi nó cảm giác, nó cảm giác sâu sắc. Rồi bây giờ quý vị coi, bây giờ cơ hội được học Phật, bây giờ những đức lại được làm những việc nuôi người già. Bây giờ nói từng đoạn với quý vị nghe, mà từng nào cũng nói như vậy mà vẫn nghe. Đúng không? Giờ được nuôi người già. Bây giờ những đức nói với quý vị, nếu như những đức không đi tu, nói thiệt, nếu cha mẹ những đức mà còn sống nghe, chưa chắc nuôi. Chưa chắc nuôi. Vì sao? Vì không đủ khả năng nuôi vợ nữa sao nuôi cha mẹ. Bây giờ tôi ngày xưa một mình tôi lo chưa xong, bây giờ không lẽ không có vợ thì làm một kẻ cô đơn, làm sao sống nổi với cái cuộc đời này? Bèo gì cũng có, con vợ xấu xấu cũng có. Bây giờ không có thì lụm đai chứ sao bây giờ. Thật sự mà nói không có mà bây giờ, thì thật sự mà nói không vừa bụng thì cũng có, cũng có. Không. Thì chứ sao bây giờ? Bây giờ đem về một bà đại bà què cũng được, nó bây giờ có đỡ hơn không có, hiểu chưa? Nó thì bây giờ nó đi đến mức mà gọi là hạ cấp rồi. Hồi xưa mà còn đương thời ngon ngon thì còn kiếm chọn chọn, còn bây giờ nó hạ cấp rồi thì thôi, vuốt mắt mà chấp nhận nữa chứ làm sao bây giờ quý vị, hiểu chưa? Thì bây giờ đem về thì bắt đầu là khổ, mà hai vợ chồng đã làm đã khổ rồi, mà thời gian nó còn lòi ra thêm một đứa con. Thì quý vị thấy không, cái gánh nặng trên vai này. Thì nhìn con vợ bệnh đau khổ thì bản thân chúng ta phải làm sao? Phải tiếp tục lao theo cái khổ, phải dùng mọi thủ đoạn để chúng ta phải kiếm chác đem về nuôi vợ nuôi con, gây ra cái nghiệp, tiếp tục đi sâu vào cái nghiệp. Thấy chưa quý vị? Đó. Chứ làm gì có cái chuyện có cơ hội bây giờ đi tu mà nuôi bao nhiêu con người, làm bao nhiêu việc như vậy mà từng nào cũng cười được với nhau như vậy. Có đâu. Nếu mà không đi tu thì không có thể nào được như vậy. Nên như Đức nói rằng đúng là không thể nghĩ bàn. Quá tuyệt vời, ai mà ngờ bây giờ ngồi đấy. Không dám nghĩ luôn. Thiệt luôn, ai mà dám nghĩ quý vị? Dám đâu, trời, đâu có dám nghĩ được. Nhưng cuộc đời của người thật sự mà nói, thật sự mình cũng không dám khinh ai. Có khi con người ta, có khi ai mà biết được ngày mai, đúng quý vị? Nếu như quý vị mà bây giờ mà có một cái kiến mà nghiệp cảnh đài, quý vị coi, nhìn thấy những đức ngày xưa thì chắc quý vị càng tính tâm Phật Pháp mạnh hơn. Tại vì sao? Cho chào một con người như vậy mà Phật Pháp có thể đào tạo nó ra như vậy sao? Hiểu chưa? Ai mà ngờ được điều này xảy ra.
Có khi mà trời ơi, có khi có lúc mà không có tiền đi vòng vòng công viên chơi, mà đúng là người buồn cảnh vật có vui bao giờ. Thành thị đó, thành phố đó, à, ngay đường Sương Nguyệt Ánh là ngay trung tâm thành phố, gần miễn Nguyễn Huệ đồ này kia rồi, toàn là những đoạn đường lớn luôn, hiểu không? Nhưng mà càng đi thì càng buồn, tại vì là một kẻ cô đơn không có tiền bạc thì thật sự không có gì vui, mà nó không có một cái pháp vị, nó không nghe đạo, nên nó chỉ hướng đến vật chất không thì nó khổ càng khổ thêm, quý vị thấy chưa? Tổ nó thê thảm vô cùng. À, nên đúng là Phật pháp cho mình một con đường thôi quá tuyệt vời quý vị. Ô ô chưa nó, quá vui quá vui, à, vui quá. Trời ơi, bởi vậy từng nào chúng ta cũng về đây là đúng rồi. Không, không có tạo gì áp lực cho nhau. Đúng không? Nãy giờ có kêu cho tiền cho bạn gì đâu mà áp lực. Đúng không? Về đây thì đồ ăn, đồ uống, gạo, đồ đầy đủ. Không có cần bận tâm cái chuyện đó. Ừ. Chắc tuần sau, Chủ nhật, chùa mình giờ cái kho gạo cũng nhiều quý vị. Phật tử cứ cúng đi, đừng có nghĩ nhiều mà không cúng nghe. Hiểu không? Cái tu phước tu duyên tam bảo bình thường. Tuần sau mình ví dụ như không có nhiều, nhưng 5-10 kg gì đó mình phân ra để mình đi đến đây, mình đem cái lọc 5-10 kg đó mình nấu cho cả nhà mình ăn. Để chiêu ăn huệ của tam bảo để mà tu mới được. Hiểu chưa? Nó vì nấu cho họ ăn với họ tu luôn. Này gạo này thầy cho nghe. Gạo trong chùa không phải đơn giản đâu nghe. Trong cái kho ta để niệm Phật xuyên suốt luôn đó. Ừ. Nấu lên ăn nghe mùi thơm bét ghét, có chữ A Di Đà Phật đó. Hiểu không? Nên từ nơi đó quý vị biết rằng là mình đem gạo này về mình nấu cho cả nhà mình ăn, cái lọc của chùa gỡ cho mình, đúng không? Nên bây giờ những đứa thấy cái kho gạo cũng nhiều. Nên bắt đầu là từng sau mình phân ra, 5-10 kg, người nào đến, mỗi người đến đưa 5-10 kg đem về nấu. Bớt cái kho gạo để chi, phải không? Di Quan Âm gạo sẽ dường. Hiểu không? Vì nhớ trong một khóa dạy nghe. Nước chảy ra thì nước chảy vào. Nước chảy vào mà không cho chảy ra thì nước sẽ thui. Hiểu không? Nên là chúng ta đã hiểu rồi. Thì có một chút thì chúng ta đưa ra một chung. Có nhiều thì chúng ta đưa ra nhiều. Nhớ đeo cái phước bỏ vô trong mạng vẫn là ngon. Đến quý vị, có khi đêm nay mình chết rồi sao? Ngày mai chúng ta làm được gì? Hiểu không? Tại sao hôm nay mình không làm? Vừa một cái tâm thiện thôi nó đã có phước rồi. Mà cái tâm thiện nó quá nhiều thì cái ác tâm nó tự biến mất. Tại sao mỗi ngày chúng ta không nghĩ cái thiện tâm? Mà cái thiện tâm lớn nhất là gì? A Di Đà Phật. Thấy chưa? Thấy không? Bây giờ quý vị nghĩ đi làm từ thiện đầu này, đầu kia, đầu nọ không bằng niệm A Di Đà Phật. Chừng nào đi được thì đi, đừng có nghĩ nhiều chi. Bây giờ chỉ niệm Phật là được rồi. Đúng là quá hay. Đúng là pháp môn tịnh độ là pháp số 1. Thấy không? Nên những đứa gặp á, cái chú này, ổng đi đến chùa, ổng tu. Ổng gặp những đứa cũng nói là thầy ơi, con thì con quyết định là con sẽ vô chùa, con ở tu á thầy. Tuy nhà con ngoài đời cũng có điều kiện này kia, mà con nghĩ rằng á, sau này thì thật sự mà nói, ở nhà con cũng cảm thấy nó lẻ loi quá. Và không chắc chắn được cái chuyện mà để hỗ trợ nhau nhiều bằng ở trong chùa. Nên con muốn đi vô chùa, con ở con tu, về sau. Nhưng chú bây giờ cũng lớn tuổi, nằm cái dạng khoảng cỡ 60. Nhưng mà điều kiện gia đình thì nó tiện bề sống này kia, nó tiện hơn trong chùa, hiểu vì. Tuy trong chùa vui nhiều nhưng mà chỗ ở rồi thì nó đông đúc. Thì chú hỏi Nhân Đức là
Bây giờ làm sao mà con sau này con vô chùa, con hòa nhập được, con ở được ở trong chùa và con tu? Thì Nhà Đức nói với chú, Nhà Đức nói rằng là bây giờ chú muốn về sau mà vô chùa ở được, mà hòa nhập được với người trong chùa được là phải làm sao? Là chú bây giờ chú đi vô trong chùa, chú ở lai ra, rồi chú ở chung với những người thường trụ, ở chung với cái chúng trong chùa, ở chung lai ra. Sau này duyên chú kết với cái người trong chùa nó dày quá, khi chú đủ duyên chú vô ở luôn thì lúc đó hoàn toàn giống hình, đúng không? Đó. Đặc biệt hơn. Còn nếu như bây giờ mà mình, thí dụ như mình ở nhà mình sống nó phong phú quá, mình đi vô chùa mình cũng muốn sống nó phong phú như ở nhà mình, thì sau này sẽ trở ngại mình rất là lớn. Trở ngại mình rất là lớn. Thì giống như cái câu nãy chúng ta nói, sự hưởng thụ của cõi đời này nó quá ngắn à. Tại sao chúng ta không hướng thượng để chọn một cái hưởng thụ ở cực lạc xa hơn, dài hơn, hiểu không? Nên bây giờ mình chịu chấp nhận cái khổ ở cõi ta bàn chút, nhưng không có khổ gì đâu. Chùa mình bị coi hỏi ai khổ? Bị hỏi tất cả người trong chùa mình, mà người nào mà nói tiếng khổ thì Nhị Đức giết người đó liền. Quá áp đặt. Khổ không dám nói. Nói vậy giết chết. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng Bây giờ quý vị coi tất cả người trong chùa luôn, nếu mà họ khổ vì sao, nhìn họ sáng sủa nhìn vui. Có ai khổ mà mập lù không? Nhân Đức nói với quý vị nghe nghe, một cái người mà khổ quý vị, bây giờ họ ở trong nguyên một cái nhóm người đang cười nhưng họ khóc, hơi thảm không? Họ ở trong nguyên một cái nhóm người cười, người ta đang cười nhưng họ lại khóc. Họ khóc cái gì? Họ khóc cái gì? Họ nhớ lại nhà của họ đang khổ mà họ không chịu hưởng cái vui này để tích tụ nguồn năng lượng để vớt nhà họ lên, mà họ ngồi ở đây họ không chịu tiếp nhận ở đây, mà họ đang nghĩ ở nhà đang khổ mà ngồi đây khóc. Nghe không? Nè, không chịu tiếp nhận cái giáo pháp để cởi mở cái gì khổ đau. Nè, hoặc là bị chồng bỏ, ngồi đây cứ khóc hoài mà không chịu nghe, để nó quên đi cái sự bị bỏ rơi. Nó bỏ nó cũng bỏ rồi, khóc nó cũng bỏ, càng khóc nó càng bỏ, có khi không khóc nó trở về. Thiệt luôn á, chứ không có giỡn đâu nghe. Quý vị đi, nó thiệt nè, nó mà bỏ nó bị càng khóc nó càng bỏ. Ví dụ như bây giờ hai người yêu nhau đi, nó nói chia tay với em, lý do không có lý do chia tay, anh nói lý do cho em nghe đi, anh phải nói rõ cho em nghe đi rồi em mới cam tâm. Không lẽ bây giờ em muốn những lời nói phũ phàng, nói đi tôi nghe, nói càng đau lòng thêm, em hãy tự suy nghĩ, nói đi, không thương nữa thì chia tay chứ gì đâu nói, hay chưa? Người ta đã không thương mình mà nói giọng do tâm quắc cái gì bây giờ quý vị? Thì bây giờ vợ chồng sống với nhau cũng vậy. Lúc người ta thương mình, người ta sống với mình đúng không? Người ta quyết định người ta bỏ mình là vì người ta hết thương mình. Mình còn đi leo lôi kéo cái mà người ta không thương mình để sống gỡ làm gì? Hiểu chưa? Bây giờ mình học Phật rồi nó đặc biệt vô cùng luôn. Anh thương tôi thì tôi sống với anh, anh không thương tôi thì đường ai nấy đi. Đúng không? Vì sao? Cái sống là như vậy, gọi là giác ngộ nhân sinh vô thường. Đúng không quý vị? Bây giờ người ta đã bỏ mình mà mình khóc lóc, mình nhớ lên những vĩ vãng ngày xưa để trở thành một con người tiêu cực trong cuộc đời này. Như vậy quý vị sống có ý nghĩa gì? Vì sống có ý nghĩa gì? Cha mẹ mình sinh mình ra cho mình cái thân này để mình được có cái nhân duyên làm vợ làm chồng người ta. Bây giờ đến với nhau giữa chừng gãy gánh thì chúng ta phải kiếm cái đòn gánh khác để mà nhập vô. Nó đã gãy rồi, bây giờ không có hàng lợi đi chăng nữa thì nó cũng có tiền. Giống như ly nước đã đổ rồi thì không thể nào hốt lại đây như ngày xưa, đúng không? Nói cũng có tình có lý ghê. Nhiều người ngồi dưới cứ nghĩ rằng là tôi kêu đi có chồng nữa hay sao.
mấy bà đừng có mê như vậy nha. Ý tôi nói đem cái đồng gánh gãy giữa nửa khúc kia đem đến đây. Hiểu chưa? Tôi sẽ cho câu vào ngôi Tam Bảo. Chứ ai kêu mấy bà mấy ông đi có chồng có vợ nữa đâu. Nó đã khổ một lần rồi, một lần đã đi qua con đường đó khổ rồi, vì sao muốn đi đến con đường đó làm chi? Hiểu như vậy? Thật sự mà nói cuộc đời con người chúng ta đã rút kinh nghiệm một lần thôi là đủ rồi. Hiểu chưa? Nó nên tất cả các cô, các chú, ai bị chồng bỏ, vợ bỏ, thì chúng ta nghĩ rằng cuộc đời đến thế gian này, hồi giờ chúng ta nói người ta bỏ mình đi, mình đừng có nói mình bỏ người ta. Mình tu nên mình á, cái lời nói của mình nó cũng hạ mình. Mình đừng có nói à, cái gì bỏ thầy, con bỏ ổng á. Chứ làm gì bỏ con. Không, mình đừng có nói vậy kệ, ai bỏ cũng được. Mà riêng mình á, ai hỏi mình à, sao em, hai vợ chồng thì sao, nó ảnh bỏ em. Rồi ví dụ mình là đàn ông đi, ủa sao vậy em, sao mà vợ em nó đi, nó bà bỏ con. Mình nói vậy bước cho rồi đi, chứ mình đừng có nói mình bỏ người ta, hiểu chưa? Thôi kệ đi, mình cho người ta cái tùng cao cao một chút, hiểu không? Kệ, vậy đó. Rồi xong rồi mình một lần trong cuộc đời mình kinh nghiệm. Rồi nếu như còn con cái, mình hết lòng mình nuôi con dạy con đàng hoàng. Dù mình nghèo nhưng mà mình vẫn nuôi con dạy con đàng hoàng. Hết trách nhiệm của người làm cha làm mẹ đến với con. Con cũng cảm thấy ấm áp rằng là giữa cha với mẹ, giữa chừng gãy gánh là hết duyên. Mình cũng nói cho con mình nghe, con à, mẹ học Phật mẹ hiểu rồi, ba học Phật ba hiểu rồi. Với cái cuộc đời này á, Phật đã dạy rất rõ ràng, duyên đến thì gặp mà duyên hết thì xa. Giữa mẹ với ba con thì cũng muốn sống cả đời, nên ngày cưới bao nhiêu cái chúc tụng trăm năm hạnh phúc. Mà vợ chồng có khi cũng ngồi bên nhau, cũng hứa hẹn cả đời sống tới răng long đầu bạc, chứ không có muốn giữa chừng gãy gánh đâu con à. Đúng không? Nhưng mà cái chuyện giữa mẹ và ba thì cũng không muốn, ba cũng không muốn, mà mẹ cũng không muốn. Nhưng chỉ có cái số mệnh nó là như vậy con à. Giữa chừng gãy gánh ha. Việc này không trách ai được hết, không trách ba, không trách mẹ, không trách mọi người, mà là số phận như vậy, cha mẹ phải chấp nhận. Bây giờ con đi theo mẹ thì mẹ hết lòng lo cho con, anh đi theo cha thì cha hết lòng lo cho con, thấy không? Ai cũng có trách nhiệm, vì khi mà đến với nhau thì cùng trách nhiệm lo chung. Nhưng khi cắt ra thì mỗi người có trách nhiệm lo cho cái gia đình của mình. Đừng bao giờ nói rằng tôi không đủ sức, tôi không đủ sức để lo cho hai đứa con, nên tôi cần có người để hỗ trợ tôi lo cho hai đứa con. Đừng có nói những điều đó, yếu ớt lắm. Hiểu chưa? Đi đến đây nghe Phật Pháp rồi mà còn nói những lời đó thiệt là vô dụng vô cùng. Có hai đứa con mà nuôi không được, tôi đây nuôi cả ngàn đứa mà còn được nữa đây. Hiểu chưa? Từ nơi đó tôi nói mấy cô ở đây đến đây nghe, bà nào mà chồng bỏ chồng chê đó mà có con mà nói mà bước thêm bước nữa thì mấy bà đừng có gặp mặt tôi. Ôi ôi mấy bà, nghe bao nhiêu năm chờ, thấy không? Nó, rồi cái gì cũng chưa trải qua hết trơn rồi. Chứ đừng có bao giờ nói rằng lâu lâu cũng nhớ lại một chút cho thầy. Hãy quên đi những cái vĩ vãn đau khổ kia, đừng có tìm làm gì nữa, nghe chưa? Nhưng mà thường đi đến chùa thì không có tìm, nhưng không đi đến chùa mà đi uống cà phê thì coi chừng tìm đến đây. Hiểu chưa? Đi uống cà phê rồi đi ngồi chơi tán ngẫu đó, đi karaoke rồi đó, nè, lâu lâu ở ngoài rảnh rảnh á, đủ đi karaoke rồi đi ca, rồi cũng có vài thằng đi chung, rồi ca với từ từ cái cũng khỏi mỏ, nè, mới vô nó gặp thì nó gõ,
Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nó gõ một chút nó gõ qua cái chuyện khác. Nó gõ mà nó dụ dỗ. Nó đâu có tâm tu vậy thôi. Thấy không? Cả dẫn đòn đều đi, đi tu chung được cũng vậy, nó cũng gõ kiểu đó đó. Phải chi mà nó gõ cái tiếng khác á. Em ơi nếu mong không thành thì sao? Thì mình không có vô đề đó được. Thấy không? Mình không vô đề được. Vì mình bây giờ mình tu, mình niệm Phật, mình cầu giải thoát nên nó gõ em ơi nếu mộng không thành thì sao, thì mình nói mày đi ra chỗ khác, không ưa mày đâu. Nhưng mà nó chơi cách khác. Nam mô A Di Đà Phật. Nó gõ cái kiểu này thì bắt đầu là mình đi theo, mình nói ô anh niệm Phật, anh niệm Phật chắc được chứ không tệ đâu. Nó chơi kiểu này là mình bó tay luôn, đúng không? Hiểu chưa? Nó bởi vì tại sao mà chúng ta đi về đây không ngồi với nhau? Bao nhiêu năm nay mà có bao giờ ngồi với nhau đâu, có bao giờ mà kêu lại nói chuyện chung đâu, không có, hiểu chưa? Là tại vì chúng ta chia sẻ Phật pháp thôi, chứ không có đi đâu chớ chứ nha. Thấy không? Dù thầy trò cũng không được đi nữa, ở chùa tu lo cho mấy bà già ha, còn mình về đây mình tu vậy là xong rồi, thấy chưa? Mà ở ngoài mà đi mà kiểu mà tu cùng tu nó cũng dính. Tại vì sao? Cùng tần số. Đúng không? Cùng tần số rồi chia sẻ. Thường là đi chung hoặc đi làm từ thiện ở đâu có đâu, cái bữa tối ngủ không được mà làm bộ ngủ không được. Làm bộ ngủ không được. Nên mấy ông mà nói mấy bà vợ mà đi làm từ thiện xa mấy ông đừng cho đi. Muốn đi thì mấy ông cùng đi chung mới được đi. Vợ chồng cùng đi thì được đi, còn vợ đi không là không cho đi, mà chồng đi không cũng không cho đi. Đi là đồng vợ đồng chồng cùng đi thì mới được đi. Chứ nếu không nó đi ra ngoài cũng có nam đi chung. Rồi bắt đầu đêm đó có một không, điều đó trăng sáng đúng không? Điều đó trăng sáng nha. Cái tự nhiên cái ra ngồi cái giống như nhìn trăng sáng trước giường, dưới đất ngỡ là hương. Ngẩng đầu nghe thương nhớ, cúi đầu nhớ cố hương cầu. Ngập thơ một phát cái thằng kia bước đến, ô cô ngâm thơ cũng được thế. Bắt đầu chia sẻ rất nguy hiểm không, một đêm trăng không người. Hiểu không? Nguy hiểm cho quý vị. Quý vị biết rằng là cả đi hộ niệm, cả đi làm từ thiện, cả đi làm việc tốt, mà đi chung giết cũng bỏ chồng bỏ vợ, có không? Có. Bây giờ chúng ta không có quơ đũa cả nắm, mà chúng ta cũng không muốn ở trong nắm đũa đó. Hiểu chưa? Thôi mình tránh chắc ăn. Không? Tốt nhất là tránh, không? Ta về ta tắm áo ta, vũ trong vô độc áo nhà vẫn ơn. Ê thấy chưa? Nhân đức mà chia sẻ kiểu này, ông chồng nào mà không cho bị đi đến đây tu. Quý vị biết nghe tôi nói mạnh dạn một câu là từ đó tới bây giờ tôi đi tu chưa bao giờ tôi ngồi ăn cơm chung với một cô Phật tử nào riêng biệt. Chưa từng ngồi chung. Và cũng chưa bao giờ nói rằng cô đó cúng bao nhiêu tiền mà tôi ngồi chung, ăn cơm chung. Nó thiệt luôn đó. Mà chưa bao giờ tôi nói một câu nào mà tôi nói với một cái cô Phật tử mà đi về chùa tu mà tôi nói rằng đem tiền cúng dường cho thầy. Chưa bao giờ tôi đều nói cái câu là chồng vợ phải đồng lòng, tự cô nhận thức. 100% luôn, chưa bao giờ nghe quý vị. Nên ai mà nói được tôi cái chuyện mà tôi gạt người ta mới sợ, không có đâu. Trời ơi. Lo cho cả ngôi Tam Bảo mà tự nhiên một mình tôi gánh chịu làm chi? Có ngốc gì thì cũng không nên làm cái chuyện kỳ lạ như thế. Hiểu không? Cái chuyện lo cho cả chùa mà tự nhiên bây giờ bắt mình chịu à? Kỳ cục ghê không? Không ai mà đi làm cái chuyện kỳ cục đó chứ. Thì mình cứ khuyên người ta cái chuyện cúng dường, cái chuyện tu hành, cái chuyện lợi ích như vậy, mình khuyên người ta. Ai làm được thì người ta làm, ai làm được thì thôi. Hiểu không? Chúng ta đâu có cái gì mà bị trở ngại gì đâu. Nên quý vị đi về chùa mình, quý vị thoải mái lắm, quý vị sẽ an lạc lắm. Quý vị biết vì sao? Phật tử khắp nơi nơi coi, quý vị thấy không?
Tại sao mà từng nào người ta cũng đông như vậy? Tại vì trong lòng người ta cảm thấy nó vui và nó an lạc lắm. Đi về chùa thầy vui mà. Thầy vui mà, thầy thấy hô mà có duyên. Hiểu chưa? Hô mà có duyên còn hơn không hô mà không có duyên. Hiểu không? Cái quan trọng là duyên cho nhau. Nên những đức nói là quý vị mà đi đến chùa mình viết nghe, không có duyên thành có duyên, không có phước thành có phước. Cả một hội chúng này là sao không có phước, vì công nhận không? Nên từ nơi đó mà mình á, mình đi viết rồi mình cười viết rồi mình cũng quen luôn nè. Một nụ cười mà 10 tháng thuốc bổ mà cười, trời ơi quen cười là ngon quá trời luôn. Tại sao không cười hả? À, những đức nói rằng là một tiếng đồng hồ mà chúng ta cười thường xuyên như vậy là tuyệt vời lắm. Quý vị coi, ở nhà mình có bao giờ mà quý vị thấy một cái việc gì đó mà quý vị cười thường xuyên không? Không có đâu. Những đức nói nghe, quý vị đem một đống vàng đem về để trước mặt quý vị, vì vừa nhìn đống vàng trong tim quý vị làm nè, thủi 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 thủi. Ờ quý vị thử coi, thử coi. Tự nhiên đang nghèo, vô cùng nghèo, đem nguyên một đống tiền trúng số gì để râm trước mặt, tự nhiên vừa gặp đống tiền cái có những người nghe mặt xanh hết trơn, tim thủi 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 mà xong ép tim. Tiền trời ơi, đời tôi ngày xưa chứ chưa từng thấy tiền nhiều gì má ơi. Tiền thấy chưa, không có tiền thì tham tiền, mà tiền đem nhiều thì tự nhiên ép tim. Sợ quá, vì tiền nó có một cái ma lực tham, mà có rồi thì sợ mắc, xong bắt đầu nhìn giáo giác đem vô thủ cắt liền anh ốm. Giống như có cái ông này ở dưới quê, nhà nghèo, ao ước trúng số. Vừa trúng số, hai vợ chồng ôm nhau quá mừng. Trúng số rồi, mừng, nhà nghèo quá, đem đồ ra, đốt, 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 hai chồng đem đốt đồ hết, đốt luôn cái nhà. Cuối cùng tấm giấy số trong cái nhà. Kinh khủng không? Nên từ dù cái tứ huynh hơn mọi nghĩa cấp kỳ, yêu thấy chưa? Nghèo là cũng nhờ cái nhà này mà được ở. Vừa giàu cái đốt cái nhà, cuối cùng đốt tấm giấy số trong cái nhà luôn. Kinh khủng chưa? Nên cái đó gọi là quên ơn bội nghĩa. Mình giàu giàu nhưng mình cũng nhớ thở cơ hàng. Hiểu không quý vị? Đó, nên quý vị thấy không? Có tiền vẫn là bị ép tim, bị sợ. Vì người chưa đủ bản lãnh, chưa đủ phước thì thấy tiền nhiều. Nhưng mà thấy tiền nhiều là rung hết chứ. Rung hết chứ, không dẫn đâu nghe. Nên từ nơi đó quý vị thấy không? Vẫn là khổ. Nên cái niềm vui cực điểm của chúng ta khi gặp nhau, quý vị thấy không? Một buổi chia sẻ Phật Pháp 10 giờ 10 đó, 10 giờ 10 mau ghê chưa. Thật sự mà nói, mỗi lần chia sẻ Phật Pháp là những đức muốn cho thời gian chậm lại. Sao nó qua mau vô cùng quý vị không? Không biết quý vị ở dưới muốn thời gian qua mau không thì những đức không biết. Chứ những đức thì muốn thời gian chậm lại lắm. Tại vì sao? Những khoảnh khắc này quá đẹp trong cuộc đời. Thật sự mà nói, trong cuộc đời chúng ta khó thế nào kiếm được những khoảnh khắc này lắm quý vị. Đòn là toan tính không, đúng không? Cả yêu đương cũng toan tính, ngày xưa yêu cũng toan tính, mua quà cho em cũng toan tính, gì sao? Hôm nay ta tặng món quà này giá trị là bao nhiêu, rồi ta sẽ hung bao nhiêu đủ hung để lấy lại. Phải toan tính không? Không lẽ không toan tính? Rồi bữa nay ta hung được rồi, ngày mai ta phải ôm được chứ. Thấy chưa? Phải toan tính không? Tình yêu cũng là toan tính, đúng không quý vị? Rồi đến với nhau, nói chuyện với nhau trong một buổi uống cà phê, một buổi nhậu cũng toan tính. Hãy làm được cái gì, phải kinh doanh cái gì, tên này cho mình được cái gì, toan tính để đến với nhau, đúng không? Thì thấy không? Toàn là toan tính không? Toàn là ta... Sao chẹo lưỡi cái câu này kỳ vậy? Toàn là toan tính không? Thấy không? Anh em cũng toan tính. Thấy ghê không quý vị? Anh em cũng toan tính. Con người đến với con người thành toan tính. Sao tôi dùng cái câu này nó lạ ghê chứ nhỉ? Thấy không? Nên cái cả cái thế giới này toan tính. Không, nhà Đức nói thiệt, bây giờ nó cả thế giới này sắp sửa toan tính không?
không? Chỉ còn có chùa Hộ Pháp mà không có tính toán. Đổi ngược lại, chỉ có chùa Hộ Pháp không có tính toán. Ông quý vị công nhận không? Quý vị về đây tại sao quý vị vui? Vì không có tính toán. Đúng không? Chúng ta như người trong một nhà, trong một gia đình mình vậy đó. Quý vị tự nhiên gặp được một ngôi chùa, quý vị cảm thấy ấm áp cõi lòng mình. Những đức nó thật sự chúng ta biết với nhau như vậy. Một ngày nào dù chúng ta có thất thế xa cơ khổ cỡ nào thì chúng ta cũng chẳng có điểm nương tựa, cảm thấy rất bình an. Thấy không? Hay là quý vị đi đến cửa chùa này, xách thêm cái giỏ, kéo thêm cái qua ly, mặt mày bèo nhèo đi đến gịch chuông chùa, tong 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 tong, như nước từ bên trong chạy xe đạp ra. Không cần phải hỏi một tiếng gì là cô đi đâu hết, cô đến chùa là biết cô sẽ vô chùa. Tức khắc lấy cái chìa khóa ra. Ô quên nữa, thầy không cầm chìa khóa, để thầy chạy vào bên trong lấy chìa khóa. Khoan thầy, tại sao thầy không hỏi con vô để làm gì? Những đức nói rằng vô chùa thì để tu chứ làm gì. Hỏi càng hộ, đúng không? Thì trước nhất là cứ vô chùa trước đi, chứ đứng ngoài mà hỏi han chi, nghe không? Bắt đầu những đức chạy xe đạp vào bên trong. Xong những đức đi tìm chìa khóa, tìm chìa khóa, chìa khóa đâu rồi, chìa khóa đâu rồi. Xong thầy Nhân Ăn nói, ô chìa khóa đây thầy, có gì không? À, đưa chìa khóa cho tôi. Có một vị Phật tử đi đến chùa, mặt mày rất bèo nhèo, xách thêm một cái giỏ cũ kỹ, kéo thêm một cái ba ly tét tua. Chạy toàn ten nha, xe đạp vậy. Xong mở chìa khóa, cửa ra, không? Để qua một bên, cái những đức, tì tít tan. Mời vô, quá nhiệt tình, quá nhiệt tình. Xong cô đó cô nói rằng, trời ơi, con đã đến nhà người thân bao nhiêu căn nhà, mọi người gặp con đều đóng cửa lại, đều hỏi con đi đâu. Con thật sự quá đau lòng thầy ơi. Khi xưa con có tiền, ai gặp con cũng mở cửa đón chào. Bây giờ con thất thế xa cơ, họ gặp con họ đóng cửa lại. Chỉ có thầy, mà ngày xưa con đã từng chữ thầy. Xong rồi Đức nói, vậy ngày xưa đừng nhắc đến, hãy đưa nó theo cánh bướm bay đi. Trời, chị ghê gớm quá. Rồi xong kêu cứ vào chùa, ăn cơm chưa, ăn cơm chưa? Dạ, con mới ăn gói mì hồi sáng. Trời ơi, ăn hồi sáng mà giờ này 3 giờ chiều rồi, đói rồi, vào cơ ăn cơm đi, ăn cơm đi. Quý thầy mấy chú sắp xếp chỗ nghỉ. Trời ơi, con xúc động quá. Thấy không, cái nơi ấm áp quý vị thấy không? Đúng là chùa là tổ ấm ta về. Còn nữa, chung tay xây đắp chẳng nề hà chi. Cái này, câu này mới là cái câu quan trọng. Nếu mà không chung tay xây đắp thì làm sao có được mình về. Đúng quý vị, ông thầy ông làm bao nhiêu chuyện mà mình không chung tay với ông sao mà được về. Thật sự lễ với Quan Âm bao nhiêu chuyện, đúng không? Nên mới nói là chung tay xây đắp chẳng nề hà chi. Công phu công quả hộ trì, già lam hinh thịnh phước gì lên hơn. Thấy không? Nói quý vị thấy đây là tổ ấm nha quý vị. Tổ ấm của chúng ta bây giờ chúng ta có 3-4 chỗ tổ ấm luôn. Sau này ngôi chùa mới nha, xây cái vòng hộ niệm xong, phát động cái chương trình hộ niệm, làm hoành tráng luôn. Hộ niệm tá lả chờ luôn. Vì sao? Vì chùa có được phòng khám đa khoa Đại Tùng Lâm thì trong chùa sẽ có đa dạng người, thì chúng ta cũng hộ niệm cho đa dạng luôn chứ làm sao, đúng không quý vị? Trong lòng như Đức nghĩ người ta được nằm trong phòng hộ niệm đó là điều quá quý báu trong cuối cuộc đời của người ta quý vị, thấy không?
sáng nay nghe nói hòa thượng bên đang dọn một cái phòng để chi, để chưa quan tài tàn ta tan nữa. Ông thầy trò kết hợp cũng ghê gớm thiệt chứ. Bữa đó những đứa gặp hòa thượng nói: hòa thượng bây giờ phòng mẫu niệm này mình xây, bây giờ mình phải chờ ngói luôn hòa thượng, chờ ngói cho mát, cho mấy người gần chết nằm được mát để họ đi nhẹ nhàng. Hòa thượng, hòa thượng nói được nhưng mà kinh phí. Những đứa nói: để con, không để con lo. Lao phòng mẫu niệm cho hoành tráng. Hòa thượng nói được, tôi sẽ đào móng cho sâu, chờ tường dậy lập ngói, chứ là phòng có bông có hoa luôn, cho người chết thấy mát mẻ, đi cho nó ngon lành. Thì thấy chưa, ông niệm bự lắm nghe. Xong rồi nhà Đức nói: hòa thượng bây giờ hòa thượng phải chuẩn bị cho con một cái phòng bự để chi, để quan tài. Bây giờ bên đó là con chuẩn bị quan tài nhiều, không có giỡn đâu, mua quan tài xịn luôn, quan tài mua một tặng một. Quan tài mua một tặng một, tính tiền hai cái. Thì biết rằng không mà cho bên những đứa nói không, bên đó là những đứa đủ duyên, là những đứa làm tớ luôn chứ không phải chuyện giỡn nha quý vị. Cuộc đời con người có mấy lần được làm những việc ý nghĩa này, làm luôn cho chúng sanh được nhờ. Nó bên đó đó, nhà cửa nội trong năm nay hai dãy nhà đó xong, bắt bốn cái thang máy vô là ngon lành. Bắt đầu là ở bao la, kệ cho chúng sanh ở đông để cho họ niệm Phật, làm hàng gào bao họ lại. Thử khỏi đi đâu được luôn. Hiểu chưa? Nên quản lý cho nó kỹ. Nó không thật sự, những đức nói thật sự chứ. Cuộc đời những đức nói là những đức mà làm được cái việc trong Phật Pháp, những đức làm tướng luôn, không có sợ bỏ mạng. Nên 4 ngày lễ quý Bồ Tát Quán Thế Âm nha. Nha. Nó. Bây giờ tôi quay phim, cặp mắt tôi quay phim tôi chụp hình hết rồi. Bữa đó mà tôi không thấy mặt mày ai đến là biết thân với tôi. Bữa đó mà nói mà cái gì mà phải điện thoại báo là con kẹt cái gì cho nó mà không báo tin gì hết trơn. Mà đó tôi không thấy mặt mày mà qua lễ mà đến là có chuyện. Có phước cùng hưởng, có quả cùng chia, có khổ cùng khổ. Giờ 4 ngày lễ Bồ Tát Quán Thế Âm là quá sung sướng mà mấy người không đến thì tôi hưởng mình tôi thiệt thòi quá, thấy không? Sợ mấy người thiệt thòi á. 4 ngày nghe, bữa 18 là chùa mới, còn có 10 ngày nữa, nay mùng 7 còn 10 ngày nữa, còn có 10 ngày nữa à. Mấy ngày nay tôi cứ vuốt vuốt cái đầu gối, tôi nói con, bữa đó hỗ trợ tinh thần nha con, đứng lên đứng xuống cho nó nhanh nha con. Đúng không? Lây quay tới bây giờ 18 là bên chùa mới, 19 Đại Tùng Lâm, 20, 21 bên đây. Quý vị nhớ nghe, đây là một chương trình thù thắng, một chương trình đặc biệt. Các chùa, một số chùa mà Phật tử quen, người ta tổ chức luôn quý vị, 4 ngày luôn. Đúng là cũng ghê thiệt chứ. Miền ngoài mấy điểm tổ chức 4 ngày, rồi ở miền Tây đồ tổ chức 4 ngày. Đúng là cái chương trình nó đang nổi bật. Có ông thầy đâu ông hỏi Phật tử, nói hỏi ông thầy Đức, ông có cách nào mà thu hút Phật tử đông dữ? Nhưng Đức nói tại tôi hô đó. Như vậy coi hút là cái gì, hút là hô. Đúng không? Vậy tôi nói tôi hô, ông nói trời ơi tại sao mà hô mà hút? Thì hô mà hút. Hiểu thấy không? Thì bây giờ quý vị muốn hút thì nó hô. Thế nào? Thu hút Phật tử là cái gì? Tâm phải lớn. Thầy nghe nha. Tâm phải lớn. Vì người ta vui, chứ không phải là chưa vì người ta mà muốn lợi mình. Thầy muốn hút Phật tử đi về chùa tu đông, tâm lượng phải lớn, phải bao dung thì hút, chứ không phải hô không chưa đủ.
Hiểu chưa? Đó 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 là trả lời đó nghe. Bấm cái độ đây này cho thầy ông nghe. Thầy hỏi gì sao thầy Đức hút được nhiều Phật tử? Tôi nói là tâm lượng phải lớn, kế đó phải hô. Là chúng ta ở cái cuộc đời này nè, bao nhiêu sự hơn thua đấu đá tranh giành, bao nhiêu sự lôi kéo vì ngũ dục lục trần là bùn, mà ở trong bùn mà mọc ra một đóa sen, là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Chúng ta ở trong cái cõi hơn thua tranh giành, ở trong cái cõi mà tham muốn, giật giành sự tham muốn, thấy không? Nhưng mà chúng ta lại thấu hiểu được nó vô thường. Chúng ta cũng thích hưởng thụ lắm, nhưng mà chúng ta chọn cái hưởng thụ mà mãi mãi vĩnh cửu vẫn là hay. Còn cái người mà chọn cái sự hưởng thụ ở cái cuộc đời này là cái sự chọn lựa của họ nó quá ngắn ngủi. Sự chọn lựa của họ nó hẹp hẹp lắm. Mình còn mở rộng hơn, cái tham vọng mình cao hơn họ. Nên mình chọn lựa hưởng thụ ở đâu? Cực lạc Tây Phương. Nên mới nói rõ ra cái người học Phật là tham vọng của họ cao hơn người không học Phật. Quý vị hãy bình tĩnh suy nghĩ đi. Nó đừng có nói là họ không tham vọng nghe. Học Phật chúng ta tham vọng cao hơn người không học Phật. Tại sao quý vị không có cái tham vọng này? Bây giờ chúng ta kêu mình đoạn tham vọng, mình không làm được. Tại sao chúng ta không chuyển ý niệm tham vọng? Bây giờ chúng ta ở cõi này, chúng ta có hưởng cái gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng chỉ là thời gian ngắn ngủi rồi lay quay chúng ta chết đi. Bây giờ hai vợ chồng mình thương nhau cỡ nào, rồi cuối cùng mình cũng chết đi, rồi mình có còn ở với nhau không? Tại sao mình không tham vọng là vợ chồng mình ở với nhau mãi mãi không xa cách? Thương nhau tại sao không chọn cái chỗ đi về mà mãi mãi không xa cách? Nên về nói với chồng, chồng nói với vợ: em có một cái nơi mà thầy nói là đến rồi là mình sẽ ở bên nhau mãi mãi không xa cách. Vợ nó cũng hết hồn. Tại vì chưa nghe đạo nó hết hồn, mà nó cũng mê chứ. Tại vì nó mê là được sống bên nhau mãi mãi không xa cách, hiểu không? Mà đó là một cái cặp vợ chồng thương yêu nhau nó mới mê. Còn nếu vợ chồng mà nó không thương yêu nhau mà mình nói mãi mãi không xa cách, nó nói ẹ. Mấy chục năm rồi chết, tôi mong cho nó mau tới phước cho rồi đây, chứ đừng có nói mà mãi mãi không xa cách bên cạnh ông, tôi ẹ ông quá đi. Còn nếu như bây giờ mà hai vợ chồng thương yêu nhau mà cùng chí hướng đâu đó, thì tự nhiên mình nói câu đó nó nghe nó còn mê, nó thích, nghe không? Nên gọi là người ta quá thương mình nên mình đi đâu người ta cũng muốn đi theo, nghe không? Làm được cái việc mà cho người ta quá thương mình thì chuyện này cũng không dễ. Và quá thương rồi bây giờ mình đi đâu họ cũng tò tò đi theo mình. Nên cái chuyện này cũng không đơn giản chút nào. Nên hướng nhau để gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ quý vị mỗi tuần đi đến đây nghe như Đức chia sẻ Phật Pháp quý vị cũng thích. Bây giờ quý vị muốn mà chúng ta ngồi bên nhau chia sẻ Phật Pháp mãi mãi đời đời kiếp kiếp không? Ở thế giới cực lạc. Tại vì chúng ta về cực lạc ai cũng có khả năng thuyết pháp hết á. Thí dụ như trong số lượng đông người gì đi, thì ai cũng có khả năng thuyết pháp chứ. Thí dụ như quý vị đang thuyết pháp ở cái quốc độ nào đó, tại vì chúng ta đang ngồi đây là có duyên, đã từng nghe chia sẻ Phật Pháp với nhau. Bây giờ quý vị sanh về cực lạc, quý vị về cực lạc rồi, quý vị đến bất cứ một quốc độ nào quý vị cũng có khả năng thuyết pháp hết. Có nghĩa là biện tài vô ngại, quý vị thuyết pháp hay dữ lắm. Và khi vị thuyết pháp á, là những đức sẽ đến. Tại vì người ở thế giới cực lạc á, thì họ đi đến một quốc độ nào họ chỉ trong một khoảnh móng tay là họ đã đến rồi. Còn mau hơn quý vị từ cổng vòm vô đây. Chứ đừng có nói mà từ Vũng Tàu thành phố. Cổng vòm vô đây thì quý vị biết rằng người ở thế giới cực lạc á, thì trong khoảng thời gian chỉ khoảnh tay nhẹ thôi. Thí dụ chúng ta nói chừng một giây thôi là họ đi đến tận hư không khắp pháp giới. Thí dụ như quý vị thuyết pháp ở một cái quốc độ Ta Bà thì họ đến để mà hộ trì cái buổi thuyết pháp cho quý vị. Thí dụ như quý vị mỗi ngày nghe những đức chia sẻ Phật Pháp,
chúng ta đều là được sanh về cực lạc hết. Quý vị về cực lạc, quý vị đi đến cái quốc độ Ta Bà này tiếp tục làm vị tăng hay làm cư sĩ để thuyết pháp, hướng dẫn người niệm Phật cầu sanh cực lạc. Thì những đức ở thế giới cực lạc những đức đến. Nhưng mà trong cái pháp hội này, những đức sẽ thể hiện một con người khác ngồi trong pháp hội này. Ví dụ như ngồi trong đây có những người ở thế giới cực lạc, người ta đến, người ta hộ trì cái pháp hội này. Mà dưới cái oai đức của họ mà ngồi trong pháp hội này, nên quý vị hưởng được sự an lạc của từ trường tốt dữ lắm. Nếu như ngồi ở đây mà toàn là ma không thì thiết sao nổi. Nó thiết gì tham sân si không? Tại vì cái tâm đó nó chiêu cảm cho người này thiết ra tham sân si, vì nó đang cần tham sân si, nên người này phải thiết ra tham sân si nó mới nghe. Còn tất cả những con người ở đây nghe là muốn gì? Niệm Phật giải thoát, giải thoát cõi trần, giải thoát luôn sự buồn khổ, giải thoát sự dính mắc, giải thoát luôn cái đẹp cái xấu trong cuộc đời, giải thoát luôn cái bệnh, giải thoát luôn cái tàn tật của mình, giải thoát hết. Nên từ nơi đó cái tâm giải thoát này nên chiêu cảm chúng ta cùng ngồi đây nghe. Vậy thì trong cái pháp hội chia sẻ Phật pháp này, nó vẫn có những cảnh giới mà chúng ta không thể nào biết được, nên gọi là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Tự nhiên cái lần chia sẻ Phật pháp này có một người mà lạ vô cùng, mình không biết mặt mà chúng ta đều không biết họ. Tại vì nghĩ rằng quá đông thì có người lạ bình thường, nhưng quý vị đâu có biết được họ từ ở thế giới cực lạc mà họ biến xuống đây đâu. Tại vì trong một cái khoảnh tay họ đã đến đây rồi. Họ đến đây rồi họ ngồi trong đại pháp hội này để mà họ hộ trì. Họ ngồi họ hộ trì mà họ có cái oai đức đó, thì cái nó làm cho cái người thuyết pháp kia hưng khởi tâm để thuyết pháp. Đó là sự hộ trì. Có khi họ đi mà nguyên một dàn người rất đông của người thế giới cực lạc đến. Tại vì cái lượng người đây quá đông để nghe tịnh độ, để sanh cực lạc. Thì cái lúc một con người ở đây khi chia sẻ ở cái cõi Ta Bà này, thì người ở thế giới cực lạc xuống cũng số lượng cũng rất đông để hộ trì cho con người này. Vì có nhân duyên nên họ đến họ hộ trì, nên họ thị hiện đến đây. Họ biến đến cái pháp hội này để họ hộ trì. Họ hộ trì xong họ cũng ra ăn cơm, chứ không phải giỡn đâu. Họ làm giống hết à, con người ở cõi Ta Bà vậy đó. Rồi họ cũng ra ăn cơm, rồi họ cũng đi ngắm hoa giấy. Tại vì họ làm điều đó để cho quý vị làm theo. Việc đó là vui nên họ làm cho quý vị làm theo, chứ họ không có làm khác. Họ không có nghĩ rằng ở cực lạc đẹp hơn ở đây nhiều, cần gì ngắm ở đây, không phải. Họ đến cái cõi này họ sẽ phù hợp cái cõi này, nên họ sẽ đi ngắm hoa giấy. Họ cũng ngồi nói chuyện với quý vị vui cười bình thường. Nhưng mà một chút họ đi một cái là tự nhiên họ mất tiêu. Quý vị cũng tưởng nó họ đi về nhà, nhưng thật sự họ về cực lạc. Hiểu chưa? Trong khoảnh tay họ đi họ đến nó bình thường thôi. Cái thời gian của cõi Ta Bà và thời gian của cõi cực lạc thì thôi không thể nghĩ bàn à. Nên người ta đi đến là chuyện quá bình thường đó. Rồi quý vị đi về thế giới cực lạc, quý vị có thể quan sát nhìn được ở tam đồ ác đạo, người thân của mình đang ở trong đó đang như thế nào. Quý vị có đủ năng lực quý vị đến tam đồ ác đạo, quý vị đi vào trong cảnh giới địa ngục bình thường. Cảnh giới địa ngục thì vô cùng khổ đau, nhưng mà người ở thế giới cực lạc chỉ cần đến cái địa ngục thôi là tức khắc ở trong địa ngục, trong lúc đó dừng khổ. Ghê chưa? Người ta cứ oai đức của họ đến mức nào chứ quý vị. Mà quý vị biết vì sao mà một con người đức hạnh lớn mà đi đến cái cõi địa ngục mà dừng khổ không? Vì cái cõi địa ngục là do tâm người sanh ra khổ. Mà con người này giác ngộ đi đến cõi đó, người ta thuyết pháp, người ta dạy, nên cái người ở trong địa ngục lúc đó lòng sân hận dừng lại. Lòng sân hận vừa dừng lại thì tất cả những hình cụ ở trong địa ngục tức khắc tan biến đó. Đặc biệt như vậy đó. Rồi người ta mới đến độ sanh thường xuyên để người ta dẫn dắt người ở thế giới ở địa ngục để sanh về quốc độ an vui. Rồi bắt đầu mình nhìn thân bằng quyến thuộc mình đang đọa lạc trong cảnh giới ngạ quỷ đối khác đi coi. Mà cảnh giới của ngạ quỷ đối khác là do lòng tham không biết đủ mà sanh ra cảnh giới ngạ quỷ. Vậy thì bây giờ cái người ở thế giới cực lạc họ quá đầy đủ về phước báo, nhân duyên và trí tuệ à. Họ đi đến cái cảnh giới của ngạ quỷ, họ lại giúp cho nhiều người ở cái cảnh giới của ngạ quỷ
dừng lòng tham. Khi vừa dừng lòng tham thì lúc đó họ lại bố thí cúng dường. Đặc biệt chưa? Vừa dừng tham thì ăn và uống được, mà nếu nuôi dưỡng lòng tham thì ăn và uống không được. Vừa dùng thì khóa thành lửa. Là do vì lòng tham từ túc nghiệp túc căn mà sanh ra lửa. Lửa sân, lửa tham, lửa si mê. Nên người ở thế giới cực lạc đến độ họ, giúp cho họ dừng cái tâm tham. Vừa dừng tâm tham thì cảnh giới ngạo quỷ của họ tự nhiên tan biến. Lúc đó thì họ mới đem sự bố thí cúng dường để cho những người trong cảnh giới ngạo quỷ được dùng. Khi dùng xong thì người trong cảnh giới ngạo quỷ cực kỳ cảm ơn họ, nên họ nói cái gì thì người trong cảnh giới ngạo quỷ đều nghe lời, nên được sanh cực lạc Tây Phương. Đó, thấy không? Rồi mình nhìn vào cảnh giới súc sanh. Đó, bắt đầu là mình thể hiện đến cảnh giới của súc sanh. Quý vị coi, có những người người ta từ bi, người ta có thể giải đồ ăn cho những con vật, người ta cho những con vật ăn cái này kia, nên con vật nó thương yêu người ta, nên con vật nó đi đến gần. Đến gần xong người ta mới dạy nó tu hành. Đó, từ nơi đó mà độ súc sanh này tiến thẳng về cảnh giới an vui. Đó, quý vị thấy không? Nên mình đi về cực lạc nó lợi thế cực kỳ lớn để độ sanh luôn. Mình không về cực lạc thì thiệt thòi cho mình, mà thiệt thòi cho thắng bằng quyến thuộc mình dữ lắm. Nên cái người mà nói sanh về cực lạc mà mê tín, nhưng Đức không hiểu người này nghĩ cái gì. Họ không hiểu, quý vị à. Thấy không? Nhưng Đức từng nói rằng á, cái quốc độ Tây Phương á, mà mình muốn về đó, quý vị tin tịnh độ, tin có Phật A-di-đà, tin sự tiếp dẫn của Phật A-di-đà, tin chỗ này thì tin có nguồn gốc. Cái nguồn gốc ở thế giới cực lạc mà mình muốn về, mà mình tin là có kinh giáo làm cái gốc để cho mình tin, là kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh A-di-đà và rất nhiều kinh đều có nói về cực lạc Tây Phương. Nên mình tin có Tây Phương cực lạc là tin có nguồn gốc, là tin đúng, tin chánh tín, hiểu chưa? Còn người mà không tin có thế giới cực lạc là đi vào mê tín, họ mới là người mê tín. Vì sao vậy biết không? Vì họ tin không có, họ không tin không có nguồn gốc. Quý vị coi á, người ta tin tịnh độ là có nguồn gốc, còn họ không tin tịnh độ là không có nguồn gốc. Tại vì kinh giáo nói có thế giới cực lạc, vì sao mình không tin? Mà tại sao một quốc độ người ta biểu diễn ra đẹp vui như vậy, vì sao mình không tin? Vì sao họ không tin? Vì họ không đủ phước để tin, họ không đủ duyên để tin. Nếu như mà mình tin có một chỗ đẹp vô cùng mà mình chuẩn bị đến, các vị thấy không? Tin thôi là đã vui rồi, chứ đừng có nói chi mà đến. Vậy mà họ dập tắt cái tâm tin của người ta. Họ không tin mà họ còn làm cho nhiều người không tin, mà cũng có nhiều người đi theo để không tin. Là vì sao? Vì những người không tin đó họ có cái nguyện chung với nhau. Cái nguyện của họ đã từng nhiều đời nhiều kiếp, đã từng phá hoại Phật Pháp, đã từng ngăn chặn người tu giải thoát, đã từng trở ngại người niệm Phật, và họ cùng đi chung con đường đó. Nên đời này kiếp này họ gặp lại với nhau, họ cùng đi chung với nhau, có một lực lượng để cản trở người niệm Phật cầu sanh cực lạc. Ghê không? Nghĩa là đời đời kiếp kiếp họ sẽ đi vào con đường như vậy. Chừng nào thiện duyên họ hoàn toàn đầy đủ tỉnh ngộ thì lúc đó họ mới hóa giải được cái nghiệp chướng mà họ với những con người đó cùng đi phá hoại Phật Pháp. Nên quý vị biết rằng chúng ta có thể ngồi đây và nhắc nhở nhau về cái việc tu để mà hướng đến giải thoát. Và việc này đúng là trong cái thời cuộc này cũng là hơi bị khó, không có chuyện giỡn chơi đâu quý vị. Bây giờ quý vị đi tìm những đạo tràng mà như vậy cũng hơi khó rồi. Mỗi tuần rồi mỗi ngày mà thuyết pháp xuyên suốt, chứ quý vị nghe cũng rất khó, đúng không quý vị? Nên á, những đứa càng tính mở rộng ra. Như hồi tối những đứa tặng cho mỗi cháu một con heo. Những đứa thấy cái trò này cái trò vui thôi. Nó là cái trò vui nhất thờ, nó không phải là một cái chương trình mà dài lâu, hiểu không? Sau này nè, những đức tính ra cho quý vị, những đức sẽ làm cho mỗi người quý vị đủ duyên, quý vị sẽ được nhận một cái thùng tam bảo đem về nhà. Để làm chi quý vị không? Đời quý vị cúng dường tam bảo, phải dạy cho con quý vị biết cúng dường tam bảo, để tiếp tục hộ trì tam bảo.
một đồng một cắt bỏ vào đó để hộ trì Tam Bảo, không phải đem lại chùa này, nhớ, không phải là nguyên lý để đem về chùa này. Nếu như quý vị những đức làm điều này mà quý vị đem lại chùa này thì không khác nào cái việc làm những đức là những đức câu tiền, hiểu chưa? Dù biết rằng là mình vì Tam Bảo nhưng mà những đức mong quý vị hãy đem đến những ngôi chùa nào gần gần nhà quý vị, hoặc là những người thầy mà đã từng dạy đạo quý vị ban đầu, mình đã từng được quy y thầy đó đó, thấy không? Tại vì sao? Cái điều những đức làm là muốn cho quý vị đời mình được biết cúng dường Tam Bảo, dạy cho đời con đời cháu mình biết cúng dường Tam Bảo, và trong gia đình quý vị có thờ ngôi Tam Bảo và có thùng Tam Bảo đi cúng dường. Nếu như chỉ có một số chùa tu tịnh độ thì chưa thịnh đạt quá. Bây giờ những đức muốn gây dựng cho quý vị mỗi nhà quý vị là chùa tu tịnh độ. Tính xa ra một chút nữa, sau này chúng ta sẽ học Phật Pháp trên mạng, mỗi gia đình đều có ngôi Tam Bảo, có cái tivi ngay chỗ bàn thờ Phật. Chúng ta sẽ học tập trực tiếp trên mạng để học tập Phật Pháp. Biết đâu một ngày nào sẽ đi đến ngày này sao? Thờ thế đang phát triển, hiểu chưa? Nên từ nơi đó tính trước đi, để mỗi một gia đình đều có ngôi Tam Bảo để tu được ở nhà, tại gia có thờ khóa tu ổn định, nghe Pháp mỗi ngày. Như vậy thì đặc biệt vô cùng, gọi là đem Phật Pháp áp dụng vào mỗi gia đình, cắm gốc từng nhà, chứ không phải chỉ có đi đến đây ào ào nhất thờ. Quý vị nhớ nè, trong cái cuộc đời này thịnh si, thịnh rồi si, si rồi thịnh. Phật Pháp từ thời Đức Thích Ca Mâu Ni tới bây giờ, thịnh và si trải qua rất nhiều công đoạn. Có những công đoạn mà Phật Pháp rất là bị si xuống và giống như muốn bị diệt luôn vậy đó. Giống như cái cây bồ đề của Đức Thế Tôn, nơi Ngài đã từng ngồi đó để mà tu hành để chứng quả, mà ngoại đạo người ta đến, người ta chặt, người ta đốt, người ta phá hoại cây bồ đề đó luôn, mà chỉ còn một cái cành mọc lên thôi mà tiếp tục hình thành ra một cái cây bồ đề trở lại bình thường. Thì vị biết rằng là trở lại cây bình thường rồi thì vẫn có người đến tiếp tục phá nữa. Vậy mà chỉ có một cái cành nhỏ mọc lên thôi thì một thời gian ngắn nhất thì tiếp tục cây bồ đề trở lại bình thường, nên làm cho những cái người phá hoại kia phải kinh ngạc vô cùng và cuối cùng phải quay đầu tin Phật Pháp. Nhưng mà tới đời tiếp tục thì cũng vẫn có những người phá hoại nữa. Và tới bây giờ luôn thì thời cuộc bình yên thì có những con người người ta bảo vệ nơi di tích của Đức Thế Tôn, nhưng mà nó trở thành những cái điểm du lịch để cho con người ta khắp nơi nơi trở về nơi đó để chiêm ngưỡng di tích của Đức Thế Tôn, nhưng mà trở thành nơi du lịch. Ít có ai nói rõ ra về sự tu hành giải thoát của Đức Thế Tôn và đi vào lòng người để áp dụng được giáo pháp của Đức Thế Tôn, nó phù hợp vào nhân sinh. Nên mỗi một căn tính nó phù hợp, nên Đức Phật khi còn tại thế Ngài đã đưa ra rất rõ ràng về giáo pháp của Ngài. Chúng ta lại không để ý, chúng ta chỉ biết chấp pháp mà chúng ta không để ý cái giáo pháp của Đức Phật, chỉ biết chấp mà không hiểu. Đức Phật khi còn tại thế Ngài nói rằng thờ của ta còn tại thế thì trì giới thành tựu, dưới căn tính chúng sanh trong thời cuộc đó có thể trì giới đạt định và chứng quả giải thoát. Qua 1000 năm sau thì Đức Phật lại chỉ ra một phương pháp khác, cũng là có trì giới, nhưng mà Đức Phật chỉ tu thiền định rồi trì giới rồi đạt định cũng chứng quả giải thoát. Hai thời kỳ đúng không? Và tới thời kỳ mạt pháp thì Đức Phật nói niệm Phật thành tựu. Nên Đức Phật trong kinh Đại Tập Ngài nói rằng trong cái thời cuộc mạt pháp nhiều người tu hành, Ngài nói ức ức người tu hành nhưng không có người thành tựu. Vì hai cái dạng đầu người ta lấy để áp dụng trong thời mạt pháp, đó là trì giới và thiền định, nên người ta không thành tựu được. Nên Đức Phật nói rằng ức ức người tu hành nhưng không có người thành tựu,
Di chỉ có người tu tịnh độ không phải là phá giới, mà là niệm Phật, dùng cách niệm Phật, đem danh hiệu Phật để áp dụng vào cuộc sống, hiếu thảo với cha mẹ, hòa thuận với anh em, tôn kính bạn bè, quý mến mọi người, giúp đỡ mọi người và biết ơn và đền ơn. Từ nơi đó cũng là một phương pháp niệm Phật trì giới giảng sanh. Nhớ. Nhưng mà phù hợp vào căn tính bây giờ, hiểu không? Nhưng mà tại cái nơi của Đức Thế Tôn đã thành đạo, lại ít có người để đem cái giáo pháp mà Đức Thế Tôn đã từng căn dặn truyền bá. Nên khi chúng ta đi đến đó chỉ là cảm giác được nơi này Đức Phật đã từng khổ hạnh, nơi này Đức Phật đã từng tắm qua con sông này, rồi nơi này Đức Phật đã từng bước chân đi đến, và nơi này Đức Phật đã từng ngồi đây để thành đạo, rồi nơi này Đức Phật đã từng nhập Niết Bàn. Rồi nơi này Đức Phật từ một thái tử mà đi đến nơi này, và Ngài đã từng cắt tóc nơi này để phát nguyện đi tu làm sao. Mình chỉ đi đến nơi di tích nhưng mà mình không nhận được giáo pháp của Đức Phật. Đây là sự thiệt thòi của hàng Phật tử mà được nghe đạo. Hiểu chưa? Quá thiệt thòi. Thì coi á, nên quý vị cũng là đi chùa rất là nhiều chùa, vì cũng biết rất là nhiều người đi tu, đúng không? Nhưng mà quý vị đi rất nhiều, quý vị có thể nghe được việc bố thí cúng dường, quý vị nghe được việc làm thiện này, thiện kia, thiện nọ, đúng không? Nhưng mà không được lãnh ngộ cái việc tu hành để hướng đến giải thoát. Cái chỗ này lại bỏ quên đi, và dành những thời gian chúng ta đi đầu này, đi đầu nọ, đi đầu kia, như là kẻ cùng tử, trong người đã có được báu vật mà lại đi tìm báu vật ở phương xa. Có những người đã đi rất nhiều nơi, nhiều chỗ. Người Việt Nam mình cũng có những người ta đi qua Tịnh Tông, người ta tu học một tuần, hai tuần, rồi người ta đi đến Đông Thiên Mục Sơn, người ta tu, và người ta đi các đạo tràng, người ta tu, người ta đi rất nhiều, đi giết rồi, cuối cùng không biết tu cái gì. Thấy chưa? Đi rất là nhiều, giết rồi, không biết tu cái gì. Đức Phật trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói rằng của báo đang trong tay đó con. Đức Phật đã nhắc rằng trì giới thờ đó là của báo đã nắm được, trì giới đi thành công. Thiền định trong thờ đó, thiền định là của báo con nắm đi thành công. Mạt pháp niệm Phật là của báo ta trao đó con nắm đi thành công. Đúng không? Đó. Nên Đức Phật nói tại sao các con dại khờ như vậy, cứ đi làm kẻ cùng tử lang thang. Nên những đức may thay là mình không lang thang. Thấy không? Rất may mắn. Nên có một câu hướng dẫn chúng ta nè. Muốn mình an vui thì đừng làm khổ người, biết nhiều phiền não nhiều, không biết lại an vui. Muốn mình an vui thì đừng làm khổ người. Vì làm khổ người làm sao quý vị có được sự an vui? Bây giờ hai vợ chồng sống chung trong nhà, quý vị thí dụ như quý vị độc tài của quý vị, cái gì cũng là đè đầu cỡ cổ con người ta, thấy không? Thì quý vị làm gì người ta không thoải mái, quý vị an vui được không? Không an vui được. Hiểu chưa? Thí dụ như mình là vừa phải thôi, chung chung thôi, trung lập, hiểu chưa? Chứ đừng có quá đáng nha. Đừng có quá đáng mà mình là gì mà là cao vọng hơn người ta dữ quá. Mình phải cho người ta thở một chút, chứ không cho người ta thở nó chết làm sao. Hiểu không? Nên á, từ nơi đó mình muốn mình được an vui thì đừng nên làm khổ người khác. Mà mình cho người ta được an vui thì mình sẽ được an vui à. Nên quý vị coi, vì sao như đức càng học Phật thì càng vui nhiều. Vì sao? Những đức làm nhiều việc cho quý vị cười quá, những đức cười theo chứ gì chứ. Hiểu không? Đó. Thì bây giờ người trong nhà mình làm cho nhau cười thì mình sẽ cười theo. Bây giờ thí dụ như bây giờ mình nấu một món đồ ăn ngon, mình dám bỏ tiền ra nấu một món đồ ăn ngon thì mình sẽ được ăn. Nhưng nếu mà mình không nấu cái gì cho người ta ăn, không lẽ mình đi làm miếng đồ ăn, mình đi vô phòng mình ngồi mình ăn. Mình ăn cái đó mình ăn với ma. Mình ăn một mình ăn ngon coi mà mình không cho ai ăn ngon chứ. Hiểu chưa? Mình ăn một mình là mình ăn với ma đấy, biết chưa? Đó.
Nên từ nơi đó mà chùa mình á, những đức làm đồ ăn ngon gì là những đức sẽ được ké. À, những đức được ăn với đại chúng, ngồi chung ăn chung với đại chúng, chứ không phải là đem đồ ăn vô phòng đóng cửa nghe, không phải nghe. Không có chuyện này á. Chưa. À. Rồi bây giờ chương trình gì vui là mình cho đại chúng cùng vui, thì mình ngồi chung mình ké vui, thấy chưa? Nghĩa là mình cho người ta được cái gì mình sẽ được cái đó à. Nó rõ ràng là nhân quả là xác thực rồi, sao mình không nhìn? Đó. Rồi bây giờ quý vị, cái gì mà cá nhân mình vui là mình sẽ không thấy thoải mái. Nên thí dụ như những đức mà nằm được cái gối mà im im thì những đức cũng muốn mua cái gối đó cho đại chúng nằm. Từ nơi đó mà những đức cảm thấy những đức rất là thoải mái quý vị à. Riêng bản thân mình có phước thì người ta cũng có phước à. Như vậy thì đem cái phước này trang trải cho nhau thì phước mình xài hoài cũng hết. Đó, nên sống cùng với nhau đừng có nên áp đặt với nhau mà quá đáng. Cái làm đúng để cho người ta thoải mái, người ta vui, nhưng mà phải có khuôn phép, hiểu chưa? Nhưng đừng có đặt để, đừng có áp đặt người ta bằng một cách quá nặng nề. Mình phải cho người ta mở rộng tư tưởng, hiểu một chút. Nhiều người chúng ta đi đến chùa, có khi cái việc cúng dường tam bảo mình phân tách rất là nhiều. Ví dụ như một phần tiền cúng dường, chỉ cần cúng dường tam bảo thì nó vô cùng viên mãn, rất viên mãn. Tam bảo giống như đại diện, đầy đủ viên mãn hết. Nhưng mà có khi chúng ta phân một phần tiền mình ra mình cúng, nào là con cúng nuôi chúng, con cúng xây chùa, con cúng phóng sanh, con cúng làm tượng Phật, con cúng in kinh, rồi con cúng nuôi mấy bà già, con cúng tá lả âm binh. Nhiều quá. Nếu như mà mình toàn tâm toàn ý, mình tin vào ngay cái ngôi tam bảo, thì con cúng dường tam bảo. Xong. Tại vì ngôi tam bảo là đại diện, nên từ nơi đó mà mình cúng dường tam bảo thì trong chùa phong phát ra làm việc gì phù hợp lợi ích thì cứ làm, vậy là xong. Mà mình lại cũng không có dính cái việc là mình cúng dường cái đó mà làm chưa nữa, hoặc là mình cúng cái đó rồi mình phải ghi cái tên vào trong đó. Rồi mình ghi cái tên vào trong đó, mình nghĩ cái đó là cái của mình. Rồi mình vui thôi, mà mình buồn cái mình muốn đem cái đó về nhà. Không, chết chưa. À, việc này nhà Đức đã thấy rồi. Thấy chùa ngày xưa mà nhà Đức ở, nhà Đức đã thấy kinh nghiệm rồi. Ngày xưa quản chúng mà có cái cô lên cô đòi tượng Phật. Tại vì đổi bộ tượng Phật của cổ. Ban đầu thì cổ cúng một pho tượng Phật, sau này đổi bộ tượng Phật khác đẹp hơn, đem bộ tượng Phật cổ ra phía sau cắt, cổ đi lên cổ kiếm cái tượng Phật của cổ, rồi cuối cùng cổ không thấy, cổ chữ tá lả âm binh. Đây là bị rồi, nên kinh nghiệm, hiểu chưa? Nên á, ở trong ngôi tam bảo á, thí dụ như những đức làm cái gì, những đức nêu lên là cúng dường tôi mua cho tam bảo. Chứ thí dụ như họ bỏ tiền ra họ đi mua luôn, họ nói đây là của tôi, mai mốt họ buồn giận gì là lỡ nó lấy đồ trong chùa đi gì, thì cái này tội nặng dữ lắm quý vị à. Tại vì khi của mình nhưng mà cúng vào tam bảo thì là của tam bảo, mà mình vui thì mình cúng, mà buồn mình đem về là mình ăn cắp của tam bảo. Mà mình đã ăn cắp của tam bảo rồi thì cái tội này Phật còn khó cứu hơn mình tạo tội ngũ nghịch. Nhưng mà chúng sanh tính của họ, họ không hiểu á. Đi chùa nhưng mà có khi họ đâu có được nghe giảng dạy đâu. Quý vị biết rằng là cái tầng lớp đi chùa nó nhiều tầng lớp lắm. Tầng lớp đi chùa vì mục tiêu giải thoát, vì nghe đạo để hiểu đạo, để rồi hiểu, để rồi hành trì, để tu hành. Rồi có những tầng lớp mà gọi là đi chùa, gọi là đi long nhong trong chùa, chứ không phải là đi nghe pháp, không phải đi tu. Mà đi là về lòng vòng, đi chụp hình, đi nhìn Phật, đi vuốt Phật. Có không? Có tầng lớp vuốt Phật nữa. Đi đến Phật cái lại dài lại, xong cái vuốt cái thoa vô người.
Có nhiều bà vuốt cái tho vô mông. Mông chỗ nào nó cằn bự lên chút thì vuốt chỗ đó. Có mà. Nhưng Đức đứng trên lầu 1 nó nhìn xuống thấy hoài. Vuốt tá lạ âm binh. Thấy chưa? Nó. Nên chùa mình á, là cái tầng lớp mà đến nghe pháp để tu giải thoát là nhiều nhất. Mà trong đây cũng có vài bà vuốt nữa. Cũng có nghe pháp mà cũng đi vuốt nữa. Thấy chưa? Hiểu không? Nên cái việc mà cúng dường Tam Bảo là cái việc rất sâu sắc. Có giải thích hoài cũng không hết ý nghĩa này đâu. Chúng ta chỉ một phạm vi nào mà mình có thể làm được và hành trì thôi. Nên cái việc mà nhiều Phật tử đi về chùa mình á, người ta tránh đi cái tư tưởng mê tín nó đã quá nhiều. Nên quý vị đi về chùa mình vì sao quý vị an lạc nhiều là vì sao quý vị không? Về cái vấn đề mê tín của quý vị nó đã giảm tối đa nên quý vị mới an lạc nhiều. Còn nếu như cái người đi tu mà càng mê tín thì vì sẽ phiền não nhiều. Mà mê tín thì bắt đầu nó lao đi tìm kiếm. Mà Phật Pháp tìm ở đâu xa? Nếu như nắm rõ được Phật Pháp thì chính ta là hành trì. Nhớ đó. Nên từ nơi đó mà ba ngôi báo quý báu nhất hiện hữu ở cõi người cõi chờ. Nên Đức Phật còn gọi là thầy của chờ người. Nên ba ngôi báo này, Phật là bậc giác ngộ. Chúng ta là người Phật tử đến chùa tu hành, mong cho sự giác ngộ trụ ở thế gian, để con người ở thế gian này đỡ sự mê hoặc điên đảo. Thế gian này quá nhiều kiếp nạn xảy ra là từ mê hoặc điên đảo mà ra. Con người lòng tham không biết đủ là do ngay chỗ mê mà lòng tham không biết đủ. Đúng ra đã có được rồi mà do gì không biết đủ nên đã sanh ra cái sự mất mát tất cả những gì mình đã có. Gọi là tham là thâm luôn vốn liếng. Nên bản thân mình không được nghe đạo nên không biết đủ. Nên từ nơi đó mà mình mê hoặc điên đảo. Nên chữ Phật là chữ giác ngộ, đại diện ở cái cõi đời này, đem cái sự giác ngộ để cho chúng sanh mê hoặc điên đảo ở cõi đời này chúng ta nghe được Phật Pháp. Nên chữ Phật mỗi ngày đang nằm trong tâm tư của chúng ta, đó là khuyên chúng ta nên giác ngộ nhân sinh. Còn Pháp, Pháp là chánh đạo. Giáo Pháp của Đức Phật là chân chánh. Nên chúng ta học được giáo Pháp Đức Phật thì tất cả việc làm của chúng ta không có cái nghĩ gì cá nhân mình nữa. Nếu còn nghĩ về cá nhân mình là mê hoặc. Nên nghĩ về tất cả chúng sanh, đó là sự chân chánh. Đem giáo pháp Đức Phật để áp dụng trong cuộc đời của mình. Và sự vui vẻ an lạc của mình để đem giáo pháp Đức Phật truyền tải rộng ra. Vì bản thân mình là người học đạo được sự an lạc vui vẻ, từ nơi đó mà giáo pháp Đức Phật mới mở rộng được. Còn nếu như chúng ta càng học Phật mà càng nặng nề, càng học Phật mà càng phiền não, càng học Phật mà càng nhiều chuyện, vậy thì mê hoặc điên đảo càng nặng. Đúng không? Có không? Có những người ở nhà mình đã rất bận rồi, đi đến chùa còn được giao thêm nhiều việc bận nữa. Đây gọi là đi đem thêm nhiều chuyện, chứ không phải là đi giác ngộ. Đúng không? Thí dụ như có nhiều người xách giỏ đi tối ngày đến chùa luôn. Ngày xưa những Đức ở cũng nơ thành thị, những Đức thấy rõ ràng chùa chiền cũng nhiều chứ không ít. Nhưng mà phần nhiều đều là xách giỏ đi đến chùa suốt. Rồi từ từ đi đến chùa viết rồi muốn quản lý chùa luôn. Có vụ đó luôn đó quý vị. Có luôn á. Rồi đi đến chùa viết từ từ rồi nấu ăn cho thầy ăn luôn. Nó có chuyện đó luôn, trong khi ở nhà thì không nấu cho chồng cho con mà đi nấu cho ông thầy ăn. À, những Đức đâu có kêu quý vị ngày Chủ nhật đi đến đây nấu những Đức ăn đâu. Mà những Đức khuyên quý vị đi đến chùa để quý vị hưởng được sự an lạc, nghe Pháp, tu hành, để đem cái giáo Pháp về áp dụng cái gia đình của mình. Thì Phật Pháp như vậy nó thịnh vượng. Còn chùa chúng ta đã có người rõ ràng, nên chùa có đặc trách vị trí rõ ràng,
Nên quý vị đi về chùa mình, quý vị không có thêm việc, mà quý vị buông xuống rất nhiều sự phiền não, sự lo lắng trong cái cuộc đời, và mình còn hướng được cái chỗ giải thoát. Đó là mình học pháp chơn chánh. Còn tăng là biểu trưng cho sự thanh tịnh. Chúng ta bất cứ nhìn một người xuất gia, đó là hình tướng của Phật, hiểu không? Đã là hình tướng của Phật thì là thanh tịnh. Người tăng đó tịnh không tịnh, chuyện của họ. Quý vị biết rằng cái chữ tăng này không phải là ở cái bên ngoài người tăng đó. Quý vị nhìn người tăng đó là bên ngoài. Chữ tăng đây là áp dụng ngay mỗi một con người nhìn được hình tướng tăng để xem mình học Phật có tâm thanh tịnh hay không. Đây mới là chỗ quan trọng nè. Thấy không? Mình đâu có biết được mỗi một con người ta đang nghĩ cái gì, đang làm cái gì. Người ta thì cho ý nghĩ người ta là đúng, mình cho ý nghĩ mình là đúng. Nên từ nơi đó mà nó mới đụng. Phải công nhận không? Gia đình cũng vậy. Vợ cũng cho vợ đúng, mà chồng cũng cho chồng đúng, nên là đụng. Đó gọi là mê hoặc điên đảo. Không áp dụng được chữ Phật, không áp dụng được chữ Pháp, cũng không áp dụng được chữ Tăng. Nếu như mà đem cái chữ Phật, chữ Pháp, chữ Tăng này để áp dụng trong cuộc đời của mỗi một con người chúng ta, đó là giác chánh tịnh, thì làm sao có chuyện đụng? Không có đụng đâu. Không có đụng. Nên càng học Phật thì càng vui, càng học Phật thì càng tốt, càng học Phật thì càng có ý nghĩa, càng học Phật thì thấy cuộc đời mình vô cùng là hạnh phúc. Mỗi một cương vị đều rất là tốt, rất là đặc biệt, nhưng cũng không chi cầu gì quá cao xa. Chỉ cần một ngày ba buổi cơm có cuộc sống, được đi chùa, được nghe Phật Pháp, được hướng đến cái tâm giải thoát, được sống hết với tấm lòng của mình. Sự thành bại trong cuộc đời là tùy vào duyên phước. Chúng ta không có cần đặt để vấn đề nặng nề nữa. Và chúng ta đẹp cũng được, xấu cũng được. Vì đẹp mai mốt cũng xấu, mà xấu thì mai mốt xấu nữa bình thường. Không có gì mà buồn hết chân, đúng không? Có ai trong cái cuộc đời này mà chúng ta đẹp mãi đâu. Cả Đức Phật còn phải thể hiện cái chuyện già, rồi Ngài cũng bệnh, rồi Ngài cũng mắc, hiểu không? Không chi là chúng ta là một con người bình thường, thì làm sao chúng ta giữ vẻ đẹp mãi với thời gian? Nếu như một con người mà giữ vẻ đẹp mãi với thời gian, thì không có đúng vào quy tắc mà Đức Phật nói sanh già, bệnh chết. Nó không đúng vào quy tắc đó. Nên mỗi một con người đi đến cái cuộc đời này, biết rằng chúng ta cũng cố gắng giữ gìn cái nhan sắc của mình lâu dài, nó được có thời gian trẻ. Đó là cách dưỡng tâm, nó cũng được có thời gian mình trẻ lâu. Mình không có phải hủy hoại bản thân này sớm quá. Nhưng mà con người thì sớm muộn cũng phải già, rồi cuối cùng chúng ta cũng phải bệnh, cũng phải chết. Vì đây là cái quy luật tự nhiên, mà cái cõi nhân sinh này nó là như vậy. Đã hiểu được cái nguyên lý này thì là chữ Phật. Tại hiểu rồi thì sanh tâm giác ngộ, mà chữ Phật là chữ giác. Rồi bây giờ chúng ta nghe được Pháp rồi, chúng ta hiểu được nguyên lý của nhân sinh vô thường. Nên chúng ta học Phật để mục tiêu giác ngộ, học Pháp mục tiêu là đưa tiễn chúng ta đi đến một cái quốc độ an vui. Học Tăng đó là chúng ta đang nhìn nhận tất cả những việc đúng việc sai trong cuộc đời này, là tin sâu vào nhân quả, đó là tịnh. Nên cúng dường ba ngôi báo là một việc cực kỳ thù thắng, đó là cúng dường Tam Bảo. Quy gọn về Tam Bảo, tất cả những việc cúng dường đều nói Tam Bảo. Dù đưa cho thầy cũng là con cúng dường Tam Bảo. Đừng có nên nói rằng con cúng cái gì cái gì. Nói lên những điều đó thì có khi chưa làm mình lại đi tìm. Có nhiều bà cũng kinh khủng lắm. Thí dụ như cúng dường làm cái gì đó thì bắt đầu là chưa làm mấy bà đi coi có làm chưa. Còn có những người bèo nữa là cái gì? Cúng dường cho một cái quần cho ông thầy. Đi coi ông thầy có bận cái quần của mình cúng chưa. Cái này còn kinh khủng nữa, phải không? Nên như Đức nói quá bèo là vậy đó. Quá bèo nhèo, quá tệ luôn rồi, hiểu không? Còn ví dụ như có những người cao hơn thì pho tượng Phật to to một chút ha, cúng dường cho làm nhà bếp, hay là cúng dường cho một cái việc làm gì Tam Bảo lớn lớn một chút thì đi coi, thì đây cũng là hơi nghe Phật Pháp hiểu một chút. Nên bỏ số tiền nên đi coi có làm chưa, thấy không? Cũng là dính mắt nhưng mà cũng lớn một chút. Còn có những người chỉ có một bộ đồ thôi, cúng cho ông thầy mà đi coi hoài, thầy sao không thấy thầy bận bộ đồ con cúng. Quý vị thấy không? Cũng có nữa đó. Nên từ nơi đó mà mình nghe gì rồi mình tự nhiên mình thấy,
bản thân mình có chỗ nào. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng thuyết, ngày nói rằng nhìn thấu là trí huệ chân thật Phật Pháp quý vị đang nghe không phải là để cho bất cứ một người nào, mà là chúng ta mọi người đang đông người đang cùng nghe, nhưng thật sự Phật Pháp đang áp dụng vào chúng ta. Nếu như chúng ta dấp phải chỗ đó thì sửa liền, chưa dấp phải thì lấy ra để làm cái kinh nghiệm để đừng bao giờ dính vào. Đó là được sự nhắc nhở từ đầu chưa phạm. Còn phạm mà nghe dính phải thì chúng ta sửa. Nên Phật Pháp là sự nhắc nhở. Thấy không? Mà nhắc nhở suốt luôn á, phàm phu mình phải được nhắc suốt luôn. Nhắc mỗi ngày, nhắc hoài, nhắc mãi, nhắc tới chết. À, chứ không có chuyện giỡn đâu nghe. Chứ đừng có nói mà buông ra một cái là nó lạc tâm liền. Buông ra một cái là lạc liền. Đó, nên á, mình cái việc cúng dường Tam Bảo là mình phải hiểu. Cúng dường ba ngôi báo này là thù thắng nhất rồi. Đã cúng rồi quên. Cúng rồi là quên liền. À, thí dụ như giờ mình cúng rồi cái đó mình nói nè, bà biết cái này là của ai cúng không? Tôi cúng đó, cho biết đó. À, tôi cúng á, hiểu không? À, là bắt đầu trong tâm mình nó đặt cái vấn đề đó rất nhiều lần. Còn thí dụ như mình cúng một món đồ đó rồi, nhưng mà vì một cái phương tiện mình nêu lên là tôi cúng cái điều đó thù thắng là để cho người ta cúng, để cho người ta biết cúng dường Tam Bảo, thì việc này mình không có dính gì hết. Nhưng nếu như mà mình nói rằng món đồ này tôi cúng mà mình phạm vào cái vấn đề là tôi sanh cái ngã, đó là tôi cúng của này của tôi đó, vừa đặt vào cái tâm đó là không có công đức. Mà mất cái công đức là việc quan trọng nhất của người tu hành. Việc của người tu hành công đức là việc cực kỳ quan trọng. Công đức sanh phước báo, công đức sanh trí tuệ, công đức tiêu nghiệp chướng. Phải nhớ nghe, công đức nó mới giải quyết vấn đề sanh tử. Còn phước báo có khi nó còn tạo cho mình cái nghiệp chướng, tạo thêm cái nghiệp. Quý vị để ý, có những người lúc người ta nghèo tạo nghiệp ít, nhưng lúc người ta giàu tạo nghiệp nhiều. Và khi người ta nghèo người ta còn tu, mà giàu nghỉ tu. Có không? Có đó. À, có những người ta đi chùa, lúc người ta đi xe Honda là người ta đi chùa thường xuyên. Nhưng sau này người ta có điều kiện, người ta mua chiếc xe hơi, người ta lại nghỉ đi chùa. Có không? Có đó cho quý vị biết đó. Họ mua xe hơi xong họ đi uống cà phê không à? Mà họ đi uống cà phê chung với nhiều người uống cà phê thì họ sẽ cùng tần số với người ngoài đời. Mà họ nghe những người ngoài đời nói chuyện với, rồi họ vô họ lễ Phật đau chân liền là họ không đi chùa. Nhưng họ quên đi nhờ cái ăn huệ Tam Bảo mà họ sanh phước báo. Họ sanh phước báo họ mới có được phương tiện thù thắng. Nếu như họ không tu thì một ngày nào phước hết thì sự nghiệp tan tành, quả báo sẽ đến với họ. Thấy chưa? Nhưng mà họ đâu có hiểu điều này là do gì, họ bỏ, họ không nghe, họ không chịu tu nên họ bị lạc. Nên mình cần mỗi từng mỗi ngày mình phải nghe Pháp để mà nó duy trì cái tâm tu của mình mãi mãi nó không bị lạc. Muốn duy trì được cái tâm tu cả đời thì phải được sự nhắc nhở động viên, và phải được nghe về vô thường thì mình mới không bỏ đạo. Vì bỏ đạo là mất tất cả. Bây giờ quý vị cứ nghĩ Thái tử Tất Đạt Đa, Ngài có tất cả mà vì sao Ngài đi học đạo? Thì Ngài biết được cái việc mà tất cả những cái Ngài có trong cái cuộc đời này nó không có tồn tại, và đó là những cái vô thường, Ngài không có cầm theo, nên Ngài mới đi học đạo. Hiểu không? Vậy thì chúng ta nếu so sánh với Thái tử Tất Đạt Đa, chúng ta không có cái gì bằng một góc độ nào của Ngài. Thái tử Tất Đạt Đa là nói rõ ra là Ngài có tất cả đó. Ngài có tất cả luôn. Mà Ngài buông được tất cả, Ngài cuối cùng có được tất cả. Cả cái chuyện giải thoát Ngài cũng có. Nếu như Ngài chỉ có cái tất cả của cõi đời thì lịch sử đã sớm chôn vùi tên tuổi của Ngài rồi. Nhưng nhờ Ngài buông được cái cõi đời giả tạm, buông nhưng lại là không buông, tại vì Ngài học được cái giải thoát. Giải thoát nên Ngài mới quay lại độ sanh. Từ nơi đó nói buông nhưng thật sự không có buông. Người học đạo chúng ta nói buông cõi đời nhưng thật sự không có buông cõi đời. Vì buông cõi đời làm sao làm nền tảng để chúng ta đi đến giải thoát. Nên Thái tử Tất Đạt Đa là tạm thời buông để rồi cứu độ chúng sanh. Phải không? Tạm thời buông. Nên đối với người thân chúng ta về cực lạc là tạm thời buông. Tại vì chúng ta còn ở cõi này là chúng ta sẽ đi vào luân hồi sanh tử. Mà đã là đi vào luân hồi sanh tử thì chắc chắn là chúng ta phải chịu cảnh đọa lạc trầm luân.
mê hoặc điên đảo. Nên chúng ta tạm thời buông để chúng ta về cực lạc để tỉnh táo, luôn luôn tỉnh táo, gọi là tạm thời buông để rồi mới giúp nhau đời đời kiếp kiếp. Nên cái chuyện đi về cực lạc không có mê hoặc điên đảo, mà là đang chọn một chỗ đi về càng tốt đẹp hơn. Đơn giản thôi, nói cái câu dễ hiểu. Vì sao quý vị lại nói đi về cực lạc là mê hoặc? Làm sao lại nói đi về cực lạc là mê tín? Tầm bậy. Cái việc ở thế gian quý vị đi học, quý vị còn muốn quý vị đi đến một cái quốc độ, một cái cảnh giới, một cái đất nước nào phồn hoa hơn để làm việc. Hoặc là quý vị còn muốn từ ở dưới quê quý vị lên thành thị để làm việc ở nơi đó và có nhà cửa ngay thành thị kìa. Cái chuyện này quý vị nói có mê tín không? Tôi đi học từ dưới thôn quê khó phát triển, tôi học thức, tôi có thể ngay cái ngành làm việc của tôi phù hợp với cái nơi đó là nơi thành thị, nên tôi học cố gắng để tôi đi đến đó tôi làm việc và có nhà cửa kế bên, đi làm xong về nhà kế bên chỗ đó tiện bề. Còn nếu như tôi từ dưới quê mà lên thành thị làm xong tôi trở về quê thì việc này hơi trở ngại. Nên tôi đi học rồi tôi đi đến thành thị để đi làm việc, chọn một cái vị trí đi đến chỗ ở ổn định, nơi văn hóa tốt đẹp để tôi đến, tôi chọn, đúng không? Vậy thì con người ở, đang ở cái cuộc đời này, vì thấy nó có nhiều thứ loạn không? Nhiều thứ khổ không? Vậy thì Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ mình đi về cực lạc để định cư. Vậy làm gì gọi là mê tín? Làm gì gọi là mê tín? Quý vị hãy giải thích kỹ ra đi thì làm gì quý vị có cái sự mê tín? Nên mới nói là người học Phật là bậc trí trong loài người. Người học Phật, người niệm Phật là hoa sen trắng trong loài người. Hoa sen trắng là ý gì? Là người niệm Phật muốn về cực lạc nên tâm thanh tịnh như hoa sen. Nên cái câu lúc lớp 1, lớp 2 chúng ta đã học rồi đúng không? Trong đầm gì đẹp bồng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng, nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. Nên nó mong rằng là tất cả quý vị, chúng ta gặp nhau là duyên. Thì đời này, cả đời chúng ta cố gắng tu hành để mà quyết chí đời này gặp ở cực lạc nha quý vị. Ai với đạo Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Ở chùa chúng ta khi về đây cộng tu hay dịp lễ này kia, thường mình đây không có ghi cầu an cầu siêu, nhưng khi mình hồi hướng là mình hồi hướng chung, nó rất viên mãn. Nên nhắc vậy để những người mà để giấy ghi cầu an cầu siêu đây, khi những đức không có đọc mình không có buồn, tại vì đọc người này mà không đọc người kia thấy nó không có được tròn vẹn. Nên khi mình hồi hướng chung thì nó rất là hay nha. Nhớ. Nhiều người đi về chùa mình họ tu tập với đại chúng gì, nó có những cái cảm ứng kết quả rất là lớn quý vị. Nhiều sáng những đức gặp cái đứa bé mà gia đình ẩm đến nói, lúc trước cháu nó chậm nói, nhưng mà khi đi về đây viết từ từ niệm Phật đồ, cháu nó mỗi tuần thứ bảy chủ nhật đồ đến thôi, vậy mà viết cháu nói chuyện rồi biết niệm Phật đồ lanh lắm, rõ ràng ha. Có nghĩa là chuyển nghiệp thì nó chuyển bệnh, chuyển nghiệp chuyển bệnh, nhờ cái công đức niệm Phật nghe pháp phóng sanh cũng đi thực mà chuyển nghiệp chuyển bệnh. Nên nó mỗi một người mà bệnh đau đồ này kia, người ta buồn chán rồi mình dẫn người ta đi đến đây ngày chủ nhật cho người ta nghe pháp, người ta tu. Khi người ta nghe pháp, người ta tu xong, người ta cởi mở tâm tư, người ta khỏe, rất là hay. Nên mình đem cái công đức mà niệm Phật rồi nghe pháp rồi phóng sanh cúng tế thực này, mình nguyện hồi hướng cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ, nhờ ngày xây chùa mà mình có cái điểm mình về đây mình tu. Rồi mình hồi hướng cầu an cho tất cả quý Phật tử khắp nơi nơi đều được thừa hưởng những cái công đức này, và gia quyến quý vị cũng được cái phước duyên mà gia đạo bình yên, tin sâu nhân quả, biết niệm Phật cầu sanh cực lạc.
Và chúng ta nguyện đem cái công đức này hồi hướng cầu siêu cho cụ quyền thất tổ, ông bà, cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ, hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, đều được thừa hưởng những cái công đức này mà phát bồ đề tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới cực lạc. Có nhiều người ở đây quý vị nhớ là chúng ta đã từng mang nghiệp phá thai, nên quý vị nương vào những cái pháp hội tu, chuyên tu gì, rồi mỗi tuần đều có cúng thí thực, thì những hương linh thai nhi về đây mình tu hành hồi hướng các cháu, các cháu nghe pháp, các cháu cũng được cởi mở tâm tư, rồi hưởng tài thọ thực, nên trong lòng các cháu vui dữ lắm. Nên mình về đây viết mà cái tâm trạng vì thấy nó vui là quý vị biết rồi, là âm siêu thì dương lợi ha. Nếu như người âm mà không siêu thoát là cái cuộc sống của mình khổ lắm, buồn lắm, nhớ nghe. Nên mình phải nương vào cái pháp hội tu gì nè để mình hồi hướng cho người ta. Với người thân ông bà mình chết chưa siêu thoát cũng được nhờ rất là lớn. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã kim tí nhờ cung, từ thực biến thập phương nhất tiết Phật tự công, nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, ngã đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo, như đặng ngô tình chung ngã kim tí nhờ cung, biến thập phương nhất tiết hộ tình công, nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo, như đặng cô hồn chung ngã kim tí nhự cung, từ thực biến thập phương nhất tiết cô hồn cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo, án mộng lũng lăng ta bà ha, án mộng lũng lăng ta bà ha, ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà và việt nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà và việt nhật ra hồng, bà và việt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, Nam mô xá sanh tam Bồ Tát Ma Ha Tát. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, Nam mô xá sanh tam Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ố vị vô danh, danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay sinh phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ, Nam mô Tây Phương Cực Lạc Bi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
Đà Phật, A Di 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 Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. À, chúng ta làm lễ phóng sanh nha. Cái công đức phóng sanh lớn dữ lắm quý vị. Nên chư tổ sư nói rằng là tất cả các việc thiện trước nhất làm là việc ăn chay phóng sanh, là việc thiện thù thắng nhất. Giống như cái việc mà con người ta khổ đau trước nhất là cứu người là quan trọng nhất, hiểu không? Nên từ nơi đó mà cứu vật là việc quan trọng nhất. Nên mỗi người mình phải biết rằng là tâm trạng nóng tính, bệnh hoạn rồi buồn phiền là từ nghiệp sát mà ra. Nếu như bây giờ mà mình nghe đạo biết tu mà mình biết ăn chay, mình biết phóng sanh, rồi con ruồi, con muỗi, con kiến mình cũng không dám giết. Lúc trước mình ngủ mình còn mua thêm cái đèn bắt muỗi, bây giờ thôi khỏi luôn. Ngủ mà bắt mấy con muỗi chết queo thôi, ngủ làm chi. Nó bất an lắm. À, biết tu không có dám làm gì điều đó. Ngày xưa không biết thì bắt vài con chơi. Hoặc là muỗi bay qua lại bóp muỗi chết queo, đập cái bẹp chết queo muỗi. Giờ thí dụ như nó lỡ nó chích mình miếng máu mình không cho là thôi đuổi đi đi. Còn giờ không cho mà còn bạch. Chơi kỳ cục. Giống như bây giờ mà ví dụ như mà những Đức đói bụng, như Đức lợi, như Đức nói chị cho tôi miếng đồ ăn của chị. Hai ba ngày nay không có miếng gì trong bụng chị á. Nói mày ra tao quýnh mày bây giờ nó biết. Sáng giờ bán chưa được giờ đá mày đá bây giờ. Chơi kỳ cục cho thôi sớm giờ bán không được đi chỗ khác chờ. À, quýnh tôi làm chi? Thấy không? Nên từ nơi đó quý vị nghe nó rất có tình có lý nha. Nên từ hôm nay là mũi chích cũng được đập. Nếu như mình ốm quá mình nói rằng là tôi ốm lắm, kim cùng học khác và chích ta. Đuổi đi, đừng có giết, nghe không? Đó nên quý vị nhớ đừng có sát sanh nghe chưa. Mà còn phát tâm ăn chay trường, phóng sanh. Nên mấy chú chim này được thả ra thì thôi ở trong quanh chùa này không biết chim cái, chim đực mà yêu chú đại. Nên ở trên quanh chùa rồi mai mốt Phật tử đi vô chùa nghe hót cho người ta nghe không? Nhưng mà khi thả ra đó, khi đi cầu là lại qua bên kia bên đi. Chứ không có được ở bên chùa đi tùm lum tùm la nó dơ chùa. Đi qua bên khu công nghiệp đi bệnh. Nó tại bên kia nó rộng mà ít người. Cái nóc nhà người ta nó rộng quá nên chim qua bệnh đi. Rồi xong về bên đây ngủ. Đặng tu để công phu niệm Phật nghe. Rồi bây giờ quy Phật, quy Pháp, quy Tăng để thả nè. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạo quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạo quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạo quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. À, chúng ta đồng niệm Phật vui vẻ hoan hỷ vỗ tay để thả chim nha. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di 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 Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị an lạc nha. À, chúng ta qua chai đường để dùng cơm.